5 bước để bạn xây dựng cuộc đời giàu có một cách từ từ và vững chắc. Kính thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến vị tỷ phú Warren Buffett. Ông nổi tiếng với hai quy tắc vàng trong đầu tư, đó là quy tắc số 1 là không bao giờ để mất tiền, quy tắc số 2 là đừng bao giờ quên quy tắc số 1. Ông cũng từng nói rằng vay tiền chơi chứng khoán là việc điên khùng. Nếu vay tiền để chơi chứng khoán, chiến lược của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nhu cầu trả nợ. Một số sàn chứng khoán cần phải được đầu tư trong dài hạn và bạn sẽ rất khó để nắm giữ chúng dưới áp lực nợ nần. Làm sao để thành công khi bản thân chẳng có gì xuất sắc? Nên bắt đầu từ đâu khi chẳng có gì nổi bật? Đâu mới là lời khuyên khôn ngoan có thể giúp bạn thay đổi cuộc đời mãi mãi? Nếu đây là những điều bạn đang quan tâm thì video này chính là dành cho bạn. Sau đây là phần tóm tắt những nội dung chính trong video này. Ở phần mở đầu bài chia sẻ hôm nay là bí mật để đạt được thành công ngay cả khi bạn nghĩ mình chẳng có gì nổi trội, chìa khóa vàng mà nhiều tỷ phú trên thế giới đã làm. Phần tiếp theo là cách làm giàu chậm mà chắc, 5 bước trở nên giàu có dành cho những người có thu nhập trung bình. Giữ tiền là nghệ thuật, học ngay bí quyết của người giàu để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Theo nhà tiên tri xứ Omaha khẳng định, muốn giàu có bắt buộc phải nằm lòng 4 nguyên tắc vàng trong đầu tư. Đặt tiền không đúng chỗ, đừng hỏi vì sao tiền mất tật mang. Nếu có 6 đặc điểm này về tài chính, cho thấy bạn đã đạt đến cảnh giới giàu có. Cách tiêu tiền tiết lộ tầm nhìn và cao độ của bạn, có ăn sung mặc sướng được hay không vừa nhìn là biết. Đặc biệt hơn, ở phần cuối video này là phần chia sẻ. Muốn thành công hơn, hãy tự hỏi 6 điều này mỗi ngày. Những điều phải làm ngay hôm nay nếu muốn thành công hơn trong năm tới. Sau đây là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và chiêm nghiệm nhé. Phần 1. Làm sao để thành công khi chẳng có gì xuất sắc? Quý vị thân mến, chúng ta luôn bị đánh lừa về cách có một cuộc sống giàu sang, tìm ra cái bạn làm giỏi nhất, lao động thật chăm chỉ và có thể thoải mái lặn ngụp trong giàu sang, phú quý. Đó sẽ là một công thức tuyệt vời nếu bạn sinh ra với một khả năng đặc biệt xuất chúng, còn nếu không, đó chỉ là một dạng thuốc mê. Vậy phải làm sao nếu bạn không có bất kỳ kỹ năng khủng nào thuộc tầm đẳng cấp nhất thế giới? Nếu cái gì bạn cũng biết và chỉ dừng ở đó. Tin tốt là gần như hầu hết mọi người đều như vậy, trong đó có cả những ngôi sao rất rất thành công. Rất ít người thực sự thành công chỉ nhờ giỏi nhất một điều gì đó. Thực tế, sự thành công đến từ việc kết hợp hiệu quả rất nhiều thứ quan trọng lại với nhau. Bill Gates không phải là lập trình viên tài ba nhất thế giới, cũng chẳng phải diễn giả xuất chúng nhất, hay người bán hàng tuyệt nhất, nhà chiến lược tầm cỡ nhất, hay kế toán giỏi nhất trên trái đất này. Ông ấy đều khá những khoản đó, và vấn đề là ông học được kỹ năng kết nối tất cả lại để làm nên những thứ lớn lao hơn. Will Smith không phải là diễn viên hay nhạc sĩ vĩ đại nhất thế giới, nhưng ông ấy biết kết hợp hai kỹ năng này với nhau một cách khôn ngoan. Will còn biết xây dựng thương hiệu cá nhân thông minh và tạo ra một tác phẩm giàu tâm huyết. Với Will Smith, tổng thể tốt hơn nhiều so với từng riêng lẻ. Hầu hết mọi người đều mắc sai lầm khi chỉ biết tập trung vào một kỹ năng mà họ cho là mình giỏi nhất. Nếu vậy, Steve Jobs có thể đã trở thành một nhân viên bán xe hơi cũ. Ngay cả khi những kỹ năng bạn có được dường như rất tầm thường, thì một sự kết hợp khôn khéo của những thứ tầm thường có thể biến bạn thành vô giá. Giả sử bạn chỉ là tay chơi quần vợt nhàng nhàng bậc trung, bạn thích chơi trò đó nhưng biết rằng mình sẽ không bao giờ trở thành nhà vô địch thế giới được. Tự thân môn này cũng không cần quá nhiều kỹ năng. Bạn có thể học cách kết hợp kỹ năng chơi quần vợt với kỹ năng giảng dạy. Sau đó, tạo ra các video hướng dẫn tập quần vợt trên Internet. Bạn cũng có thể kinh doanh trực tuyến bất cứ thứ gì bạn yêu thích. Khi mà các kỹ năng của bản thân không bao giờ có thể tiến xa hơn mức biết làm. Những điều này đúng với bất cứ ngành nghề nào. Một doanh nhân trung bình biết học hỏi một ít về luật, đôi chút về ngôn ngữ cơ thể, hay lập trình hoặc phát biểu trước đám đông, có thể khẳng định lợi thế hoành tráng hơn các đồng nghiệp của họ. Thật vậy,
những điều tạo nên một doanh nhân vĩ đại là sự kết hợp hoàn hảo các kỹ năng có liên quan, gồm cả tâm lý học và sự kỷ luật. Các kỹ năng cá nhân có rất nhiều, nhưng kết hợp được chúng thì lại rất hiếm. Nếu muốn nâng cao giá trị bản thân, hãy bắt đầu từ các thế mạnh của mình và khéo léo kết hợp chúng ở phạm vi rộng hơn để tạo ra giá trị lớn hơn. Quý vị thân mến, tại sao càng là những người làm việc hiệu quả, càng biết cách sống chậm lại một chút? Làm sao để sống một cuộc đời tuyệt vời, chung quy lại cũng chính là làm sao để sống hết mình mỗi ngày. Thử tưởng tượng nếu bạn lựa chọn sống hết mình mỗi ngày thì cuộc sống của bạn trông sẽ như thế nào? Trước khi bắt đầu đọc, bạn hãy ngẫm nghĩ những câu hỏi sau. Làm sao để đặt ra chủ đề hành động và kiên trì một cách có hiệu quả trong việc bám đuổi mục tiêu của mình? Làm sao để tạo ra cho mình một trạng thái làm việc tốt nhất? Làm sao để tìm kiếm được cho mình những mối quan hệ xã giao có lợi ích dài hạn cả cuộc đời? Làm sao để sống một cuộc đời tuyệt vời, chung quy lại cũng chính là làm sao để sống hết mình mỗi ngày? Thử tưởng tượng nếu bạn lựa chọn sống hết mình mỗi ngày thì cuộc sống của bạn trông sẽ như thế nào? Caroline Webb, đối tác cao cấp của McKinsey, người đã cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty nổi tiếng và các nhà lãnh đạo chính phủ thế giới, đã cho chúng ta một món quà vô cùng giá trị. Bà đã nghiên cứu về kinh tế học hành vi, tâm lý học và khoa học thần kinh trên khắp thế giới và tập trung những tinh túy đó vào 3 bài học tư duy thực tế, giúp chúng ta biết làm thế nào để sống hết mình mỗi ngày, để mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp. 1. Bài học mục tiêu, đặt ra chủ đề hành động cho mỗi ngày. Chúng ta thường bận rộn rộn suốt cả ngày, giống như một chiếc xe đang được lái ở chế độ tự động vậy. Mệt mỏi đối mặt với từng nhiệm vụ này nhiệm vụ kia mà chưa từng dừng lại để suy nghĩ. Lúc này, hãy dành ra một khoảng thời gian nho nhỏ để nghĩ về một ngày nào đó trong tương lai và tự hỏi bản thân mình những câu hỏi sau đây. Mục tiêu, muốn làm được việc này, điều quan trọng nhất là gì? Việc bạn thực sự cần ưu tiên làm trước là gì? Thái độ, việc nào bạn quan tâm đang chi phối suy nghĩ và cảm xúc của bạn? Việc bạn quan tâm đó có lợi gì cho việc bạn cần ưu tiên không? Nếu như không, bạn có thể dừng suy nghĩ về nó đã được không? Giả thuyết, trước đó bạn có những linh cảm tiêu cực nào không? Bạn sẽ làm sao để đối mặt với những linh cảm đó? Bạn tìm ra được những chứng cứ tiêu cực nào không? Chú ý, suy nghĩ, xem xét đến mục tiêu thực sự và giả thuyết của bạn. Bạn muốn tập trung tinh thần và sức lực vào đâu nhất? Thứ mà bạn cần phải chú ý vào là cái gì? Sau khi những câu hỏi đã rõ ràng trong đầu rồi, chúng ta có thể bắt đầu thiết lập mục tiêu. Trước tiên, thiết lập hành động. Đối với một người mà nói, hành động nào của bạn có thể chi phối mục tiêu của bạn? Cụ thể hơn, chính xác là bạn dự định sẽ áp dụng những hành động nào để có thể hiện thực hóa mục tiêu. Viết những hành động đó ra một tờ ghi chú và danh sách những việc cần làm. Tiếp theo, điều đạt mục tiêu một cách rõ ràng chính là mấu chốt giúp bạn giành thắng lợi, đảm bảo rằng đó nên là một mục tiêu tích cực, có ý nghĩa, thực tế, có thể áp dụng được vào tình huống cụ thể nào đó. Sau cùng, thiết lập một danh sách thân thiện các việc cần làm cho não của bạn. Hãy nhớ, bất kể là bạn quản lý nhiệm vụ của mình như thế nào, nhất định đừng để não bị quá tải. Tiếp theo, điều quan trọng nhất, làm sao để kiên trì mục tiêu. Đối chiếu tâm lý, tìm ra nguyên nhân lớn nhất có khả năng cản trở bạn hoàn thành mục tiêu, sau đó tìm cách ngăn chặn, không cho chúng có cơ hội làm gián đoạn quá trình. Nhắc nhở bản thân luôn tuân theo kế hoạch của ngày hôm nay. 2. Bài học hiệu suất, tạo ra cho mình một trạng thái làm việc tốt nhất. Sau khi đã đặt ra được mục tiêu, làm sao để có thể đạt được mục tiêu đó? Hãy thử các cách sau. Phân chia nhiệm vụ theo nhóm, gom những nhiệm vụ tương tự nhau vào làm một nhóm. Như vậy sẽ không tốn nhiều thời gian lục lọi lại não bộ để tìm kiếm hay sắp xếp chúng. Phân khu cho lịch trình mỗi ngày. Xác định rõ khoảng thời gian tốt nhất để làm một nhóm nhiệm vụ nào đó trong ngày. Dành những khoảng thời gian dài hơn cho những công việc quan trọng hơn để nó không bị gián đoạn. Loại bỏ những việc khiến mình bị phân tâm, hạn chế số lần gián đoạn. Việc này giúp bạn tập trung toàn bộ tinh thần vào việc gì đó.
tự xây cho mình một bãi đậu xe giúp bạn có thể kịp thời tóm gọn những tác nhân bên ngoài, không để chúng có cơ hội làm bạn phân tán sự chú ý. Bạn cho rằng danh sách việc cần làm mỗi ngày càng nhiều, thì kể cả khi chúng ta chẳng có hứng thú muốn làm gì, nó cũng vẫn khiến chúng ta có ý chí để tiếp tục tiến về phía trước. Tuy nhiên, kiểu tạo ra những phấn khích nhất thời như vậy liệu có thể đem lại hiệu suất cao hơn? Trên thực tế, nghiên cứu khoa học chứng minh, dù là làm việc bận rộn đến mấy nhưng vẫn dành ra chút thời gian để nghỉ ngơi thì hiệu suất công việc của chúng ta sẽ cao hơn. Nghỉ ngơi một cách thông minh, ít nhất thì cứ sau 90 phút hãy nghỉ ngơi một lần. Hơn nữa, nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi xen kẽ giữa các nhiệm vụ khác nhau. Đưa ra quyết định lúc minh mẫn nhất chứ đừng quyết định khi đang chán đời. Khi não bạn đang ở trạng thái tốt nhất, hãy đưa ra quyết định quan trọng nhất. Sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, sắp xếp thời gian họp tối đa là 25 hoặc 45 phút. Đặt ra khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn giữa các nhiệm vụ. Dành ra thời gian để suy nghĩ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hay kết thúc một cuộc họp nào đó, hãy dành ra 30 giây để sắp xếp lại những nhận xét, quan điểm mà bạn cho là quan trọng nhất. Mặc dù chúng ta cố gắng sắp xếp lịch trình một cách khoa học, tận dụng tối đa thời gian, tinh thần và sức lực, nhưng hiện thực luôn luôn nói với ta rằng công việc là thứ không thể làm hết được. Bạn có thường xuyên cảm thấy thời gian của mình bị công việc chiếm hết, áp lực quá tải, từ đó dẫn tới việc suy nghĩ chậm chạp và cảm thấy bất an? Sau đây là một vài chiêu giúp bạn kiểm soát điều đó. Có ý thức chậm lại, hãy dành ra một khoảng thời gian để não của bạn hoàn toàn thư giãn. Mỗi ngày dành ra 5 phút chú ý đến việc hít thở của cơ thể. Dọn sạch não, viết hết mọi thứ trong đầu của bạn ra, kể cả những chuyện vụn vặt nhất. Chuyện quan trọng nhất, chuyện trước mắt, việc quan trọng nhất là việc gì? Bất kể là vì nó là chuyện phải làm trong hôm nay, hay là vì nó có ảnh hưởng rất lớn đến những việc khác cũng đều được. So sánh lợi thế, bạn ở lĩnh vực nào là có ưu thế hơn người ta? Dồn sự chú ý của mình vào việc mà bạn thấy là mình có năng lực hơn người khác nhất. Tích cực từ chối đối với việc mà bạn muốn giao cho người khác, hoặc muốn từ chối khéo, lúc mới bắt đầu phải nhiệt tình. Sau đó nói rằng bạn còn việc khác cần làm ngay, thể hiện ý muốn từ chối của mình. Cuối cùng hãy kết thúc một cách ấm áp và đầy thiện chí. Tự động hóa các việc nhỏ nhặt hàng ngày, mỗi ngày làm cùng một chuyện vào cùng một thời điểm hoặc cùng một cách. Như vậy sẽ giúp bạn có thể tập trung hơn vào những gì thực sự quan trọng. Trong danh sách nhiệm vụ của chúng ta, luôn sẽ có một vài việc được tô đậm, chẳng hạn như email đang viết dở, hạng mục vẫn chưa lên ý tưởng, hay những việc còn đang bị hoãn. Chúng ta thường để những việc này sang ngày mai. Nhưng cho dù ngày mai có làm đi chăng nữa thì việc nó cũng sẽ chẳng dễ làm hơn là bao. Vậy làm sao để cắt những cái đuôi mang tên trì hoãn đó? Tưởng tượng một chút về lợi ích hoàn thành nhiệm vụ sẽ tốt cho bạn và người khác ở điểm nào. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ vui vẻ ra sao? Hồi tưởng lại những lần trước sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, bạn có cảm giác gì? Lợi ích mà bạn thu lại được là gì? Lập kế hoạch khen thưởng ngắn hạn. Nếu muốn hoàn thành một nhiệm vụ dài hạn, hãy tự thưởng cho mình ở mỗi giai đoạn nhỏ trong thời gian dài hạn đó. Phóng đại những tiêu cực, nhấn mạnh vào cảm giác khi bạn phải trả giá vì chưa làm xong nhiệm vụ. Hãy thực hiện những lời hứa được ưu tiên trước, tốt nhất là hãy để người khác cùng tham gia với bạn. Nếu như bạn phát hiện mình vẫn không muốn tiến về phía trước, hãy tự hỏi mình 5 lần tại sao. Qua đó bạn có thể phát hiện ra những trở ngại nào. Bạn phải làm sao để loại bỏ những trở ngại đó? 3. Bài học xã giao, tìm kiếm mối quan hệ xã giao đem lại lợi ích suốt đời. Họ đã làm gì? Sao lại làm như vậy? Sao họ lại đánh giá chúng ta? Chúng ta làm sao để so sánh với họ? Chắc hẳn ai ai cũng có những suy nghĩ như vậy mỗi ngày. Cái gọi là quan hệ xã hội có thể ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của chúng ta đối với cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cần thiết lập những mối quan hệ thân thiết ngay từ đầu để tạo nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ xã hội. Đặt ý định hợp tác, ý định này cần tập trung vào chất lượng của mối quan hệ chứ không phải xuất phát từ lợi ích cá nhân. Hạ quyết tâm tìm hiểu điều thú vị ở đối phương, đặt ra các câu hỏi có chất lượng. Khi nói về đối phương cần phải cho họ thấy mình thực sự tò mò và chân thành muốn tìm hiểu về họ. Biến những câu hỏi mang tính khép kín
thực tế thành những câu hỏi mở, khiến đối phương chia sẻ cách nhìn và cảm giác của họ về một khía cạnh nào đó, tạo cảm giác gần gũi, thân thiết, tìm những chuyện hay sở thích mà cả hai cùng có hứng thú hoặc điểm tương đồng để xích lại gần họ hơn. Có qua có lại, nếu muốn đối phương thực sự mở lòng với mình, hãy nghĩ xem nếu đổi lại là bạn, bạn có bằng lòng chia sẻ với họ không, và bạn sẽ chia sẻ với họ những chuyện gì. Nếu xảy ra căng thẳng trong mối quan hệ và chúng ta không thể khống chế được cục diện, ta nên phản ứng lại ra sao? Tìm tiếng nói chung. Nếu xảy ra bất đồng giữa hai bên, hãy làm theo các bước sau, thể hiện quan điểm nếu bạn thực sự tin tưởng nó, xác định rõ ràng tiếng nói chung giữa hai người, ném sự bất đồng sang một bên, thảo luận xem cả hai đều có chỗ đúng, dựa trên tiếng nói chung đó, quyết định xem tiếp theo nên làm gì. Khéo léo đặt ra những câu hỏi khó, đặt ý định về sự hợp tác, sau đó trong quá trình nói chuyện, khéo léo thông qua sự cho phép của đối phương, nói ra vấn đề mà bạn muốn đề cập, chia sẻ quan điểm của bạn, trưng cầu ý kiến của đối phương, cùng nhau thảo luận làm sao để giải quyết vấn đề đó. Ba bài học trên đưa cho chúng ta phương pháp để sống sao cho mỗi ngày đều là một ngày vui, tuy rằng xóa bỏ thói quen cũ, hình thành thói quen mới là điều không dễ dàng, nhưng tôi vẫn chân thành khuyên mọi người hãy thử áp dụng chúng, ít nhất là một lần. Từ đó tìm ra phương pháp thích hợp nhất cho bản thân mình. Dẫu sao thì cũng phải thử thì mới biết cái gì hợp với mình nhất, phải không ạ? Phần 2. Cách làm giàu chậm mà chắc. 5 bước trở nên giàu có dành cho những người có thu nhập trung bình. Quý vị thân mến, xây dựng sự giàu có một cách từ từ là phương pháp phù hợp với người có nền tảng tài chính trung bình. Tỷ phú Warren Buffett chia sẻ, thật dễ dàng để trở nên giàu có một cách chậm rãi, nhưng làm giàu nhanh chóng không phải điều dễ dàng. Thật vậy, ngày nay nhiều người lao vào các hình thức kiếm tiền nhanh, sau đó quay về con số không khi thị trường đi xuống hay dính vào lừa đảo. Thứ gì càng dễ đến thì càng dễ đi, quy tắc này đúng với cách mọi người kiếm tiền. Do đó, với những người có thu nhập không quá cao và không thích mạo hiểm, lời khuyên cho bạn là học cách làm giàu từ từ và tích lũy tài sản qua năm tháng. Xây dựng sự giàu có một cách chậm rãi và ổn định đòi hỏi bạn tìm hiểu phương pháp quản lý tài chính, tiết kiệm đều đặn, tránh nợ nần và đầu tư khôn ngoan. Dưới đây là 5 bước để bạn xây dựng cuộc đời giàu có một cách từ từ và vững chắc. Bước thứ nhất, đầu tư vào bản thân. Warren Buffett từng nói, khoản đầu tư quan trọng nhất nên là bất cứ thứ gì có thể giúp phát triển bản thân. Như thế áp dụng vào chủ đề làm giàu, khoản đầu tư quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện là nâng cao kỹ năng quản lý tài chính. Một số chủ đề quan trọng về tài chính mà bạn cần đào sâu là học cách lập ngân sách cá nhân, làm sao để xây dựng thói quen tiết kiệm, phân chia thu nhập hàng tháng thế nào, làm sao để xây dựng khoản đầu tư chủ động và thụ động, cách lập kế hoạch nghỉ hưu sớm. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải trở thành chuyên gia trong từng lĩnh vực. Bạn có thể tìm hiểu kiến thức cơ bản về quản lý tài chính thông qua kinh nghiệm thực tế hay các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, hãy nghiên cứu sâu hơn bằng cách trao đổi với chuyên gia hoặc học hỏi kiến thức từ người đi trước. Bước thứ hai, lập kế hoạch tài chính. Mọi hoạt động kinh doanh thành công đều bắt nguồn từ một bản kế hoạch tài chính tốt, và xây dựng sự giàu có cũng vậy. Nếu bạn liên tục để mình trôi theo các cách quản lý tiền bạc khác nhau, bạn sẽ rất dễ bị lạc lối trong hành trình làm giàu. Một kế hoạch tài chính bao gồm 3 thành phần chính: tình hình tài chính hiện tại, bạn đang ở đâu trong hành trình làm giàu, mục tiêu tài chính, nơi bạn muốn đến là gì. Đây là câu hỏi mà bạn cần tìm thấy đáp án là các mục tiêu của mình trong tương lai. Chẳng hạn mục tiêu ngắn hạn đến trung hạn như mua chiếc ô tô mới, trả trước khoản nợ nần vay mua nhà, đóng học cho con, cho đến mục tiêu dài hạn như đạt được tự do tài chính, có quỹ lương hưu, có tiền cho giáo dục con cái và khoản tích lũy để bắt đầu khởi nghiệp. Chiến lược tài chính, bạn muốn đạt được mục tiêu tài chính này như thế nào với các nguồn lực hiện có của bản thân? Trong một bản kế hoạch tài chính, lập ngân sách cá nhân là thành phần quan trọng. Bảng ngân sách cá nhân cho biết cách bạn sử dụng tổng thu nhập của mình trong khoảng thời gian nhất định. Khi có bảng ngân sách cá nhân chặt chẽ,
việc theo đuổi các mục tiêu tài chính sẽ trở nên dễ dàng hơn. Để lập bảng ngân sách cá nhân, hãy cân nhắc sử dụng quy tắc nổi tiếng 50, 30 và 20. Trong hệ thống này, sau khi xác định được thu nhập hàng tháng của mình, hãy chia nhỏ chúng thành 3 khoản: nhu cầu, mong muốn, tiết kiệm và đầu tư, tương ứng với tỷ lệ 50%, 30%, 20%. Nhu cầu là khoản tiền bạn dành cho những chi phí thiết yếu, cần thiết cho cuộc sống, bao gồm phương tiện đi lại, tiền thuê nhà, tiền trả nợ mua nhà, quần áo. Mong muốn là khoản tiền dành cho nhu cầu cá nhân như tiền đi ăn hàng, tiền đi du lịch. Còn lại là số tiền bạn dành cho tiết kiệm và đầu tư. Trong bảng ngân sách cá nhân, khoản tiết kiệm và đầu tư là nền tảng chính để tạo ra của cải. Và đây là lý do tại sao việc lập bảng ngân sách cá nhân lại vô cùng quan trọng, vì chúng ta hiếm khi để dành được tiền dư để tiền đẻ ra tiền. Ramit Sethi, một cố vấn tài chính cá nhân, đã bày tỏ, trung bình, các triệu phú dành 20% thu nhập của họ cho đầu tư mỗi năm. Sự giàu có của họ không được đo bằng số tiền họ kiếm được mỗi năm, mà bằng cách họ tiết kiệm và đầu tư theo thời gian. Bước thứ 3, tránh nợ nần và lập quỹ khẩn cấp. Hãy nhớ, mỗi khoản bạn trả cho các khoản nợ đều là số tiền bạn có thể mang đi tiết kiệm và đầu tư. Nathan Morris, một chuyên gia tài chính, chia sẻ, mỗi khi bạn vay tiền, bạn đang tự đánh mất tương lai của mình. Lời khuyên cho bạn là nên tránh chi tiêu vượt quá khả năng tài chính của mình. Bạn có thể vay nợ để mang đi đầu tư, làm ăn, nhưng hãy đảm bảo mình có thể hoàn lại số nợ này trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, thực tế là hầu hết mọi người đều mắc nợ do các trường hợp khẩn cấp cần dùng đến tiền, hay còn gọi là chi phí ngoài kế hoạch, chẳng hạn tai nạn, thất nghiệp. Vậy làm sao để giải quyết chúng mà không phát sinh nợ nần? Câu trả lời là bạn cần xây dựng quỹ khẩn cấp, một khoản tiết kiệm được bạn dùng để chi trả cho những trường hợp đột ngột phát sinh. Các chuyên gia tài chính từ lâu đã khuyên bạn nên chuẩn bị quỹ khẩn cấp là ít nhất 3 đến 6 tháng cho phí sinh hoạt. Với khoản tiền này, bạn có thể giải quyết các trường hợp khẩn cấp bằng số tiền đã tiết kiệm, thay vì phải gánh nợ và trả lãi suất cắt cổ. Bước thứ 4, đa dạng danh mục đầu tư. Liệu bạn biết đã có bao nhiêu tỷ phú trở thành giàu có nhờ đầu tư bằng tài khoản tiết kiệm? Robert Allen, tác giả cuốn sách Cracking Millionaire Code, bẻ khóa những mật mã của tỷ phú, đã viết, câu hỏi này là minh chứng cho thực tế rằng, chỉ tiết kiệm không thể là công cụ giúp bạn tạo nên giàu có nếu không có đầu tư. Tài khoản tiết kiệm có mức sinh lời không cao và thường thấp hơn tỷ lệ lạm phát. Nói cách khác, bạn thực sự sẽ đánh mất tiền nếu chỉ giữ chúng trong tài khoản tiết kiệm. Để xây dựng sự giàu có, bạn nên mang tiền và những tài sản đầu tư mang lại lợi nhuận cao như vàng, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, nhà đất. Tuy nhiên, để làm giàu từ từ, bạn phải học cách đa dạng hóa danh mục đầu tư. Thay vì all in vào một loại tài sản để gia tăng tỷ lệ sinh lời và giảm thiểu rủi ro. Với những người có thu nhập không quá cao và ưa thích sự an toàn, đầu tư tài sản dài hạn có thể là chiến lược tốt nhất giúp bạn trở nên giàu có. Việc mua và bán tài sản ngắn hạn, hay còn gọi là lướt sóng, sẽ yêu cầu bạn cần kiến thức và tỷ lệ rủi ro rất cao. Bạn ở lại thị trường càng lâu thì nguy cơ mất tiền càng ít và bạn càng có nhiều lợi nhuận. Bước thứ 5, gia tăng thu nhập của bạn. Mặc dù đầu tư trong dài hạn rất quan trọng, nhưng một cách để gia tăng thu nhập nhanh chóng khác là phát triển sự nghiệp. Hãy trau dồi bản thân thông qua các cuộc trò chuyện với chuyên gia, khóa học, để gia tăng giá trị bản thân và tìm thấy cơ hội việc làm tốt hơn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng mục đích của việc tạo thêm thu nhập là để tăng khoản tiền dành cho tiết kiệm và đầu tư, đồng thời tạo dựng các của cải vật chất cho mục tiêu tài chính của bạn. Phần 3, giữ tiền là nghệ thuật, học ngay bí quyết của người giàu để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Quý vị thân mến, có câu, không quan trọng số tiền bạn kiếm được là bao nhiêu, quan trọng là bạn giữ được bao nhiêu. Mỗi đồng tiền là một hạt giống, và làm sao để tiền đẻ ra tiền? Tại sao nhiều người luôn than thở rằng không giữ được tiền? Bạn đã bao giờ ở trong tình trạng tiền vừa có lại tiêu hết? Nếu vậy, hy vọng qua câu chuyện tài sản của cha này,
bạn có thể nhận được câu trả lời từ nó. Câu chuyện diễn ra vào nhiều thế kỷ trước. Thời đó có một thương nhân ở thị trấn nọ. Không chỉ làm ăn từ hai bàn tay trắng còn sống rất tiết kiệm, tích lũy được rất nhiều của cải. Lúc lâm chung, ông gọi con vào giường bệnh dặn dò: "Con hãy nhớ, cả đời này cha đã vất vả rồi, để lại cho con không chỉ có tiền bạc đất đai, ta còn muốn dặn dò con ba điều quan trọng. Những điều này so với của cải còn quý giá gấp vạn lần. Ta hy vọng con có thể ghi nhớ suốt đời. Đầu tiên, dù của cải của con có nhiều đến mấy cũng đừng phung phí nó, nếu không ngày tháng dài rộng nó cũng sẽ bỏ con đi. Thứ hai, nếu của cải đã mất đi thì không cần phải hối tiếc. Thứ ba, không có chủ sở hữu cố định của tài sản, vì vậy đừng để tài sản mất đi con ạ." Sau khi vị doanh nhân già ra đi, cậu con trai nhanh chóng quên lời dặn của cha. Cả đời người cha đã hạn chế việc sử dụng tiền của anh ta. Giờ đây khi tất cả tài sản trong gia đình thuộc về một mình, anh quyết định nghỉ việc tận hưởng niềm vui cuộc đời. Đầu tiên anh ta mua một biệt thự cạnh bờ biển, cùng bạn bè ngày ngày mở tiệc, vui chơi. Trong vòng chưa đầy một năm, không chỉ tiêu hết số tiền cha để lại, người thanh niên cuối cùng ngay cả căn biệt thự cũng đem ra bán đấu giá để trả nợ. Bạn bè xung quanh đều rời bỏ anh ta, cứ tưởng tài sản cha để lại đủ khiến anh ngông cuồng cả đời, không ngờ lại rơi vào cảnh sa đọa như vậy. Sau khi bị đuổi ra khỏi biệt thự, anh thuê một ngôi nhà thô sơ trong một khu ổ chuột với số tiền ít ỏi còn lại. Một đêm nọ, người con trai nghĩ đến lời khuyên của cha mình trước khi qua đời. Hối hận vì không nghe lời cha, anh ta phải thừa nhận tầm nhìn của cha mình. Từ đó, anh quyết tâm lấy lời khuyên của cha làm phương châm sống, thực hiện di nguyện của cha. Anh cho rằng tiền tiêu hết cũng như lời khuyên thứ hai của cha không nên tiếc nuối, than thở về bản thân, về những gì mình đã mất, phải giữ tâm trạng vui vẻ để làm việc và kiếm tiền. Một ngày, khi đi làm từ sáng sớm, anh gặp một ông già nằm co quắp bên vệ đường nhưng trong bộ vest sang trọng. Anh bước đến hỏi: "Ông có cần giúp đỡ không?" Ông nói với người thanh niên: "Tôi tình cờ gặp cướp trên đường. Hắn đã lấy trộm hết tiền của tôi khiến tôi trở nên như vậy. Hiện tại tôi không thể liên lạc với gia đình và cần một số tiền để về nhà. Cậu có thể cho tôi mượn một ít được không?" Con trai của người thương gia do dự một lúc và chợt nhớ ra lời khuyên thứ ba mà cha anh đã dạy. Anh cho ông lão vay một ít tiền. Ông lão rất biết ơn nói với ông rằng sẽ trả ơn. Anh thanh niên không để tâm đến lời nói của người này, tiếp tục đi thẳng. Một tháng sau, ông lão hôm trước cử người đến thăm. Hóa ra ông ta rất giàu có. Lần này ông sai người đi tìm con trai người thương gia để trả ơn. Ông đã sắp xếp cho anh thanh niên hơn 10 lần so với vị trí hiện tại. Anh ấy cũng không từ chối, cảm thấy rằng đây là cơ hội để bản thân đứng lên và nhất định phải nắm bắt lấy. Con trai của doanh nhân già thực sự đã làm rất tốt. Trong vòng chưa đầy 3 năm, người thanh niên ấy đã tích lũy được khối tài sản mặc dù không bằng cha mình, nhưng anh ta đã đạt được nhiều thứ quan trọng hơn sự giàu có. Nghe câu chuyện đến đây, bạn đã được truyền cảm hứng chưa? Sở hữu của cải là mong ước cả đời của nhiều người, nhưng thực tế chỉ có một số ít người có của cải. Hầu hết mọi người vẫn đang phải vật lộn trong cảnh nghèo khó hoặc trắc trở trên con đường kiếm tiền. Số ít những người giàu có thể được chia thành 3 loại. Ngoài những người dựa vào nỗ lực của bản thân để tạo ra của cải, cũng có những người sinh ra trong một gia đình giàu, có những lợi thế bẩm sinh. Những người còn lại là những người trở nên giàu có chỉ sau một đêm và may mắn. Tuy nhiên, hai loại người sau thường không thể giữ được sự giàu có. Tại sao lại nói như vậy? Cũng giống như con trai của người thương nhân già trong câu chuyện, sau khi thừa hưởng tài sản thừa kế của cha mình, anh ta bắt đầu phung phí, tiêu xài cả ngày lẫn đêm, phớt lờ lời khuyên của cha mình, cuối cùng tiêu hết tiền và kết thúc không có gì. Ba lời khuyên có giá trị hơn vạn lần của cải. Như câu nói, nghèo khó đừng đánh mất mình, giàu có phải biết giữ. Bạn có biết câu này có nghĩa gì không? Trên thực tế, câu này có nghĩa là một người nghèo khó, đừng chấp nhận rủi ro, đừng kiếm tiền bằng cách làm những điều phi pháp, khi sống dư giả rồi thì đừng phung phí, hủy hoại của cải. Đối với cả người giàu và người nghèo, sự giàu có chỉ là một tấm vé,
nó không đảm bảo rằng tất cả mọi người sẽ ở lại trên máy bay mãi mãi. Tới bến thì xuống xe. Nếu không có hiểu biết đúng đắn về tiền bạc, dù bạn có bao nhiêu thì cuối cùng bạn cũng sẽ mất trắng. Do đó, hãy ghi nhớ ba lời khuyên trong câu chuyện. Nếu bạn có thể hiểu được ba lời khuyên này, bạn có thể tiến thêm một bước nữa để trở nên giàu có rồi. Nếu không có kiến thức thực sự về tiền bạc, của cải sẽ chỉ là người dưng quen thuộc đến rồi đi như gió. Cuối cùng, hy vọng phần chia sẻ này có thể mang lại cảm hứng và giúp ích cho bạn. Quý vị thân mến, theo nhà tiên tri xứ Omaha khẳng định muốn giàu có bắt buộc phải nằm lòng 4 nguyên tắc vàng trong đầu tư, đặt tiền không đúng chỗ, đừng hỏi vì sao tiền mất tật mang. Trong đầu tư, có những nguyên tắc vô cùng đơn giản nhưng không phải ai cũng nắm được. Tỷ phú Warren Buffett đã chỉ ra những lầm tưởng và thói quen xấu khiến nhiều người thất bại. Không ít người đã và đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Con người thay đổi cách tiêu dùng khiến các công ty gặp khó khăn trong việc dự đoán hành vi. Nhân viên thay đổi hình thức làm việc và giao tiếp. Để tồn tại và phát triển trong bối cảnh mới, mỗi người phải tận dụng thời cơ và thay đổi tầm nhìn để thích ứng linh hoạt, tiếp cận với những chiến lược phù hợp. Tỷ phú Warren Buffett đã chỉ ra 4 nguyên tắc và nó đã được áp dụng trong nhiều thập kỷ. Dưới đây là những bài học đã làm nên thành công của nhà tiên tri xứ Omaha. Nguyên tắc số 1. Đầu tiên, muốn tồn tại lâu thì phải tiết kiệm. Theo Buffett, trước hết chúng ta nên tự trả lương cho mình như một khoản tiết kiệm. Nhiều người dốc hết tâm huyết và tiền bạc vào công ty hoặc các khoản đầu tư, như thể đó là lối đi duy nhất dẫn tới cuộc sống giàu sang. Nhưng kết quả mang lại không phải lúc nào cũng đúng với mong đợi của họ. Một doanh nhân sở hữu 29 công ty trước đại dịch đã chia sẻ rằng bạn luôn thấy các nhà đầu tư với những giấc mơ vĩ đại. Nhưng sau đó, họ đều phá sản, điều đó như không thể tránh khỏi. Theo thống kê, nhóm người an toàn về tài chính nhất lại là những người bình thường nhưng thực hiện các phương pháp tài chính một cách kỷ luật. Họ không chờ khi đủ tiền, khi rời công ty mới bắt đầu tiết kiệm và đầu tư cá nhân mà sớm duy trì thói quen này. Những người khôn ngoan thường tính toán trước những gì họ cần chuẩn bị để nghỉ hưu và gửi tiết kiệm trước. Tiếp đó, họ chỉ sử dụng phần nhỏ trong thu nhập của mình để chi tiêu hoặc đầu tư hình thức rủi ro cao. Những người này thực hành kỷ luật tài chính, lập ra quỹ hưu trí từ sớm. Có một doanh nhân thành đạt xuất thân là người vô gia cư trong thời niên thiếu. Anh ấy đã làm nhiều công việc bán thời gian trong những năm cuối cấp. Có những lúc anh ấy rất đói, nhưng khi nhận lương, thứ đầu tiên anh mua là vàng vì nhớ đến những nguyên tắc đầu tư cơ bản đã học được từ cụ của mình. Bây giờ, ở những năm đầu của tuổi 60, người đàn ông ấy đã nghỉ hưu được 14 năm. Người đàn ông này đã thành lập và sở hữu nhiều công ty. Tuy đã nghỉ việc nhưng ông vẫn tiếp tục tiết kiệm và đầu tư vào vàng, cổ phiếu, bất động sản. Nguyên tắc số 2. Cân nhắc việc chi tiền những món đồ đắt tiền. Nhiều người thành công và sở hữu tài khoản triệu đô sẽ thích mua một chiếc xe sang trọng hoặc một món tài sản đắt tiền nào đó. Vốn là một người sống thanh đạm, Buffett thường không hứng thú với những món đồ xa xỉ như du thuyền hay các loại xe hơi sang trọng. Đối với ông, những thứ đồ chơi đắt tiền chỉ gây ra nhiều phiền phức. Tỷ phú Buffett khuyên bạn nên bỏ thêm tiền vào các khoản đầu tư có khả năng sinh lãi tốt để thay thế. Nếu bạn muốn đổ tiền để mua nhà đẹp, hãy chọn một ngôi nhà ở vị trí tốt để có thể dễ dàng bán lại hoặc cho thuê kiếm thêm thu nhập. Một cố vấn tài chính khuyên chúng ta chỉ nên phân bổ 20% thu nhập của mình cho những khoản tiêu xài vì yêu thích chẳng hạn như đồ ăn, xe cộ, hàng hiệu. Tuy nhiên, tiết kiệm cũng không có nghĩa là dễ dãi quá mức trong việc chọn và mua những sản phẩm giá rẻ. Ví dụ như việc ăn mặc thường ngày, những gì bạn khoác lên người không thể mâu thuẫn với những yêu cầu và chất lượng mà bạn đề ra. Nguyên tắc số 3. Cẩn thận khi vay tiền. Nhà tiên tri xứ Omaha cho rằng, nếu bạn mua những thứ bạn không cần, bạn sẽ sớm bán những thứ bạn cần. Buffett vẫn nổi tiếng là một tỷ phú sống tiết kiệm. Ông không bao giờ mua quá những gì vượt ra ngoài nhu cầu của bản thân và gia đình. Mặc dù ngày nay có rất nhiều người thích dùng thẻ tín dụng, nhưng riêng với Buffett, ông vẫn duy trì thói quen chỉ dùng tiền mặt.
Điều này bởi vì thẻ tín dụng dễ thúc đẩy người dùng tiêu xài hoang phí. Nếu bạn sử dụng thẻ, hãy đảm bảo bạn đã tính toán và tối ưu các khoản vay, nợ với mức lãi tối thiểu. Nguyên tắc số 4. Không đầu tư bằng tiền đi vay. Khi đầu tư, hãy dùng tiền của chính bạn. Warren Buffett nói rằng vay tiền chơi chứng khoán là việc điên khùng. Nếu vay tiền để chơi chứng khoán, chiến lược của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nhu cầu trả nợ. Một số sàn chứng khoán cần phải được đầu tư trong dài hạn và bạn sẽ rất khó để nắm giữ chúng dưới áp lực nợ nần. Hiện nay, có không ít quy tắc về tiết kiệm và đầu tư. Nhưng lời khuyên từ các chuyên gia nổi tiếng như nhà tiên tri từ Omaha là rất thiết thực và đáng để tham khảo. Chúng là những nguyên tắc vàng dành cho những ai muốn thành công và giàu có. Phần 4. Nếu có 6 đặc điểm này về tài chính, cho thấy bạn đã đạt đến cảnh giới giàu có. Quý vị thân mến, nếu sở hữu được những đặc điểm dưới đây về tài chính, bạn hoàn toàn có thể tự tin vì tài chính cá nhân ổn định, thậm chí còn được coi là giàu có. Michael Kay là tác giả của cuốn The Furyk Project và chủ tịch của Financial Life Focus. Ông cho biết một trong những lý do khiến nhiều người không nhận ra bản thân giàu có là vì họ luôn so sánh mình với người khác. Ông nói, bạn không thể biết được khối tài sản thực sự của ai đó là bao nhiêu, trừ phi xem thống kê tài sản ròng của họ. Ví dụ, bạn thường cho rằng so với luật sư và bác sĩ thì người thợ kỹ thuật kém khá giả hơn về tài chính. Tuy nhiên người thợ ấy lại có khả năng là người giàu nhất, bởi vì anh ta luôn cẩn thận với tiền của mình và không cố gắng gây ấn tượng trước người khác để khẳng định địa vị. Thực tế thì không có một thước đo hay số tiền cụ thể nào để khẳng định một người nào đó giàu có. Bạn hãy ngừng so sánh bản thân với những người xung quanh chỉ vì thấy họ sống trong một ngôi nhà rộng và lái chiếc xe sang. Nếu sở hữu được những đặc điểm dưới đây về tài chính, bạn hoàn toàn có thể tự tin vì tài chính cá nhân ổn định, thậm chí còn được coi là giàu có. Đặc điểm thứ nhất, không bị nợ nần. Nợ nần là một trong những lý do gây ra căng thẳng tài chính cho mọi người. Kay nói, nếu đang ngồi giữa một đống nợ thì chắc chắn bạn không thể coi là giàu có, cho dù bạn có một chiếc Rolls Royce đậu bên ngoài sân đi chăng nữa. Bạn giàu hơn mình nghĩ nếu không phải gánh nợ nần. Chắc chắn là bạn sẽ có những giấc ngủ ngon và không phải mất chi phí trả lãi suất. Số tiền ấy sẽ được sử dụng để tăng tài sản. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bạn không được mắc bất kỳ khoản nợ nào. Chỉ cần tránh khoản nợ có lãi suất cao và chắc chắn khoản vay phải được sử dụng đúng cách, giúp bạn tạo ra lợi nhuận. Đặc điểm thứ hai, tài sản ròng đang tăng lên. Có thể khối tài sản chưa lớn nhưng nếu nó đang ngày một tăng lên thì chính là dấu hiệu cho thấy bạn đi đúng hướng. Kay cho biết, nếu chi tiêu nhiều hơn mỗi năm, đó là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp lương tăng 5% mà lối sống mở rộng hơn 7%, bạn đang đi giật lùi trên con đường tiến đến sự giàu có. Điều quan trọng nhất là phải tăng số tiền tiết kiệm khi thu nhập của chúng ta cao hơn. Đặc điểm thứ ba, bạn có một công việc với các phúc lợi tốt. Một công việc với chế độ bảo hiểm, quy định nghỉ phép có lương hay bất kỳ quyền lợi nào khác đều góp phần vào sự giàu có của bạn. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, trung bình phúc lợi trong công việc chiếm hơn 31,7% tổng số tiền lương và thưởng mà nhân viên nhận được. Thiếu đi những đặc quyền này, bạn sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho phí bảo hiểm và mất lương khi nghỉ phép. Đặc điểm thứ tư, bạn có mạng lưới quan hệ tốt, có thể tài khoản ngân hàng không ở mức khủng nhưng hiện tại có nhiều mối quan hệ xã hội tốt, vậy thì bạn đang giàu có hơn mình nghĩ. Chúng ta có thể gia tăng sự giàu có về tài chính nếu thân thiết với những người bạn phù hợp. Tom Corley, tác giả của cuốn Rich Habits đã viết rằng một trong những thói quen của các triệu phú tự thân là xây dựng mối quan hệ tốt với người có tư duy và khao khát thành công. Các mối quan hệ này sẽ dẫn bạn đến các cơ hội sinh lợi. Đặc điểm thứ năm, bạn không sống bằng tiền lương. Bạn đã tích lũy đủ số tiền để sống cuộc sống mà mình mong muốn. Bạn có rất ít nợ hoặc hoàn toàn không mắc nợ, Corley nói. Bạn có đủ tài chính để không cần phải chăm chăm trông chờ đến ngày lĩnh lương mỗi tháng nữa. Trong thực tế vẫn còn rất nhiều người sống bằng tiền lương hàng tháng. Họ không có tiền tích lũy, một khi thu nhập bị cắt đứt,
họ lập tức lâm vào khủng hoảng tài chính. Điều này không nhất thiết là do thu nhập thấp, kể cả người có mức lương cao vẫn hoàn toàn có thể rơi vào tình trạng ấy. Đặc điểm thứ 6, cuộc sống của bạn có ý nghĩa. Bạn thích công việc hiện tại của mình, vừa kiếm được tiền vừa mang lại niềm vui. Bạn không cần gò ép bản thân làm việc mình không thích chỉ vì để mưu sinh. Ngoài ra bạn cũng đủ khả năng hào phóng chia sẻ thời gian và tiền bạc, giúp cuộc sống của người khác được cải thiện. Điều đó cho thấy bạn không quá chật vật và khó khăn về tài chính. Ngoài ra, được sống vui vẻ và có ý nghĩa cũng là một sự giàu có. Quý vị thân mến, sau đây là 4 bài học làm giàu từ người giàu nhất thành Babylon. Rất đáng để bất cứ ai cũng nên học hỏi và chiêm nghiệm. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, tham khảo ý kiến của những người khôn ngoan và để sự khôn ngoan của họ bảo vệ kho báu của bạn khỏi những khoản đầu tư không an toàn. Akkad, người đàn ông giàu có nhất thành Babylon, trích cuốn Richest Man in Babylon của George Samuel Clarkson, một doanh nhân, nhà văn người Mỹ, đã đưa ra rất nhiều bài học chỉ dẫn học trò của mình về đầu tư, tiết kiệm. Dưới đây là các lời khuyên của ông đúc kết trong chính cuốn sách đình đám của mình. Bài học số 1, trả tiền cho bản thân trước. Cứ mỗi 10 đồng tôi kiếm được, tôi chỉ tiêu hết 9 đồng. Bài học đầu tiên mà Akkad đưa ra cho các học trò của mình là hãy trả tiền cho bản thân trước. Đây có thể là châm ngôn cơ bản nhất trong tất cả các lĩnh vực tài chính cá nhân. Nhưng nếu bạn không tuân theo nó, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng luẩn quẩn của việc chi tiêu rẻ xẻn tới cuối tháng. Vậy thế nào là trả tiền cho mình trước? Có hai cách để nhìn nhận về tiết kiệm và về mặt toán học, chúng giống hệt nhau. Tiết kiệm bằng thu nhập trừ đi chi tiêu. Chi tiêu bằng thu nhập trừ đi tiết kiệm. Về mặt toán học, hai phương trình đó bằng nhau. Tuy nhiên, tâm lý đằng sau chúng rất khác nhau. Nếu bạn làm theo phương trình đầu tiên, bạn đang tiết kiệm số tiền còn lại sau khi chi tiêu. Bạn đang đi theo con đường của một người bình thường, gần 80% sống theo kiểu chi tiêu rẻ sản tới cuối tháng. Trừ khi bạn có một sức mạnh ý chí khác thường, nếu không sẽ rất khó để chi tiêu ít hơn số tiền bạn kiếm được nếu bạn không ưu tiên cụ thể một khoản tiết kiệm nào đó. Phương trình thứ hai là một sự thay đổi tư duy tinh tế nhưng có ý nghĩa. Bạn đang đưa ra quyết định có ý thức để trả tiền cho bản thân trước, tức là tiết kiệm một tỷ lệ phần trăm nhất định trong thu nhập của bạn trước khi quyết định chi tiêu hàng tháng. Thay vì tiết kiệm những gì còn lại, bạn đang tiêu những gì còn lại. Mặc dù ban đầu đây có thể là một sự thay đổi khó khăn, nhưng khi bạn đã quen với nó, bạn thậm chí sẽ không cảm thấy nó ảnh hưởng đến lối sống của mình. Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn được tăng lương. Số tiền tăng lên đã đi đâu mất? Có lẽ câu trả lời sẽ là không biết. Vậy nếu lần tới khi bạn được tăng lương, bạn quyết định chuyển toàn bộ số tiền chênh lệch đó vào tài khoản tiết kiệm thì sao? Lối sống của bạn vẫn sẽ không bị ảnh hưởng và bạn sẽ không nhận thấy sự khác biệt, nhưng khoản tiết kiệm và giá trị dòng thanh khoản của bạn sẽ bắt đầu tăng lên. Hiện tại, bạn đang trả tiền cho mình trước và sống bằng phần còn lại, thay vì hy vọng bạn còn tiền vào cuối tháng để tiết kiệm cho tương lai. Bài học số 2, sống trong khả năng của bạn. Đây là cách chữa trị thứ hai cho hầu bao eo hẹp. Lập ngân sách chi tiêu sao cho bạn có thể có tiền để chi trả cho những nhu cầu thiết yếu của mình, chi trả cho những sở thích và thỏa mãn những mong muốn xứng đáng của bạn, mà không tiêu quá 9 phần 10 số tiền bạn kiếm được. Có thể bạn sẽ nói rằng bản thân không thể tự trả cho mình trước hay tiết kiệm một phần thu nhập, vì thu nhập của bạn hiện tại thậm chí còn không đủ trang trải các chi phí của bản thân. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều đang nhầm lẫn các khoản chi cần thiết với các khoản chi theo hướng. Ai trong chúng ta cũng đều luôn muốn có cái này hoặc cái kia, và có một thực tế rằng càng có nhiều tiền thì những mong muốn sẽ càng tăng. Đó là lý do tại sao việc duy trì ngân sách là rất quan trọng để bạn biết tiền của mình sẽ đi đâu. Mong muốn vượt quá khả năng bất kể mức thu nhập là một hiện tượng thường thấy. Ngay cả khi bạn kiếm được 500 triệu hay 1 tỷ một năm, sẽ luôn có những thứ bạn mong muốn mà nó ở xa tầm với của bạn. Bằng cách điều chỉnh suy nghĩ, tiết kiệm một phần thu nhập của bản thân trước, người giàu nhất thành Babylon sử dụng 10%,
bạn sẽ thấy mình vẫn hoàn toàn có thể thỏa mãn một vài mong muốn cá nhân cũng như sống tốt với thu nhập hiện có của mình. Bài học số 3, giữ tiền của bạn an toàn. Tham khảo ý kiến của những người khôn ngoan. Hãy để sự khôn ngoan của họ bảo vệ kho báu của bạn khỏi những khoản đầu tư không an toàn. Warren Buffett nổi tiếng với hai quy tắc đầu tư. Quy tắc số 1 là không bao giờ để mất tiền. Quy tắc số 2 là đừng bao giờ quên quy tắc số 1. Tính kỷ luật của Buffett đã khiến ông trở thành một trong những người đàn ông giàu có nhất thế giới. Bất chấp quan điểm phổ biến thời đó, ông chỉ đầu tư vào những gì ông biết và hiểu. Trong khi mọi người đang chạy đua để đầu tư vào Apple, Google, Facebook và những đợt IPO công nghệ lớn mới nhất thì Buffett vẫn luôn xây dựng tài sản của mình một cách chậm rãi và có phương pháp bằng cách đầu tư vào các công ty truyền thống hơn mà ông hiểu rõ. Điều đó không có nghĩa là có gì sai khi mua cổ phiếu công nghệ, nhưng đó không phải là lĩnh vực chuyên môn của Buffett. Vì vậy ông sẽ chỉ đầu tư vào những gì mình biết. Giấc mơ trở thành triệu phú chỉ sau một đêm hiếm khi có kết cục tốt đẹp. Quá trình làm giàu thực sự thường diễn ra một cách chậm rãi và ổn định. Cá nhân tôi quyết định đầu tư thời gian, sức lực và nghiên cứu học hỏi để đầu tư vào bất động sản. Tôi học hỏi từ những người có nhiều kinh nghiệm hơn, không phải những bậc thầy làm giàu nhanh chóng, và quyết tâm trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực đó. Điều đó không có nghĩa là tôi không phạm sai lầm trong quá trình làm việc, nhưng bằng cách tập trung vào một lĩnh vực chuyên môn và làm việc chăm chỉ, tôi đã có thể tăng giá trị tài sản ròng của mình một cách an toàn hơn nhiều so với việc thử sức ở hàng tá thứ khác nhau mà mình không biết nhiều về nó. Bài học số 4, học cách làm giàu quan trọng hơn trở nên giàu có. Hãy tưởng tượng hai người có số tài sản bằng nhau, giả sử là 100 triệu đô la. Một người làm giàu trong hơn 20 năm thông qua tạo dựng một doanh nghiệp thành công, đồng thời đầu tư lợi nhuận của mình một cách khôn ngoan. Người còn lại trúng xổ số vài tuần trước. Nếu cả hai người này đột nhiên mất hết tiền, bạn nghĩ ai sẽ là người một lần nữa giàu có lại nhanh hơn? Tôi sẽ đặt cược vào người giàu có nhờ làm việc chăm chỉ và kỷ luật. Anh ta sống nhờ khả năng của mình, sử dụng các kỹ năng của mình để tăng khả năng kiếm tiền và tận dụng các cơ hội có sẵn để làm giàu. Người còn lại không phải học các kỹ năng trì hoãn sự hài lòng, xây dựng sự giàu có hay những thăng trầm cần thiết để điều hành một doanh nghiệp thành công. Nếu để tự lập, anh ta không có kiến thức và kỹ năng để làm giàu. Có gì ngạc nhiên khi gần 1/3 số người trúng xổ số tuyên bố phá sản, cao hơn nhiều so với tỷ lệ phá sản trung bình. Học những thói quen tạo dựng sự giàu có là một kỹ năng, sẽ không ngừng mang lại lợi nhuận bất kể bạn có bao nhiêu tiền. Nhưng nếu không có những bài học về quản lý tiền bạc trên con đường làm giàu, bạn gần như không thể giữ được tiền của mình, ngay cả khi bạn là người trúng xổ số may mắn nhất trên thế giới. Phần 5. Cách tiêu tiền tiết lộ tầm nhìn và cao độ của bạn, có ăn sung mặc sướng được hay không vừa nhìn là biết. Quý vị thân mến, một người sống có sung sướng hay không không liên quan trực tiếp đến việc bạn có bao nhiêu tiền, nhưng nó liên quan mật thiết đến cách bạn tiêu tiền. Có những người tiêu rất ít tiền, nhưng tiêu lần nào đáng lần đó. Họ có thể bỏ ra số tiền ít nhất để khiến bản thân sống thoải mái và đầy đủ nhất. Mỗi một đồng tiền tiêu ra đều có giá trị, đều có ý nghĩa. Nhưng có những người lại hoàn toàn ngược lại. Họ kiếm được không ít mỗi tháng, nhưng lại sống không bằng ai. Cả năm ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, còn luôn ca thán không đủ tiền tiêu. Kiểu người ở trên tiêu tiền có kế hoạch, còn kiểu người ở dưới lại để mặc cảm tính làm chủ. Nhìn trong ngắn hạn, những người sống có kế hoạch có thể sống rất bần. Nhưng nhìn trong dài hạn, mặc dù không thể hết mình tận hưởng cuộc sống hiện tại, nhưng thay vào đó, họ có thêm tự tin và an toàn để đối mặt với tương lai với số tiền mà mình tiết kiệm được. Về lâu về dài, họ có lẽ mới là những người sung sướng hơn. Còn những người muốn sống cho hiện tại, kiếm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, bề ngoài cuộc sống trông có vẻ rất thoải mái, nhưng nhìn về lâu về dài, họ không có tiền tiết kiệm, tự nhiên không có năng lực để kháng lại những điều ngoài ý muốn trong tương lai. Trên thực tế, cách tiêu tiền của một người thường ẩn chứa tầm nhìn và tầng mây mà họ đang ở. Chỉ những người biết tiêu tiền mới là những người nên được đại sự. Kiểu thứ nhất,
tiêu nhiều hơn kiếm, càng làm càng nghèo. Có không ít một bộ phận người làm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, làm việc vất vả cả tháng trời, nhưng trong tay lại không có lấy một đồng tiết kiệm. Nhiều khi còn chi tiêu bằng cách vay bạn bè hoặc vay tín dụng. Hiện thực là tàn khốc, con người ta bôn ba ngoài xã hội. Cuộc sống cơm áo gạo tiền vốn không hề dễ dàng. Sống sung sướng không lo nghĩ gì là thành công. Sống nghèo khó chỉ có thể chấp nhận số phận. Nhưng có những người, vốn dĩ cuộc sống không bi thương tới như vậy. Họ có quyền lựa chọn, nhưng họ lại chọn sai. Vốn dĩ lương tháng có 7 triệu, nhưng lại tiêu tiền như thể mình có 70 triệu. Cứ như vậy, hết tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Những người như vậy không có tầm nhìn, chỉ để ý chuyện trước mắt, và có lẽ là đã được định trước sẽ sống cuộc đời bươn chải cả đời. Kiểu thứ hai, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, tận hưởng hiện tại. Kiểu thứ hai so với kiểu thứ nhất thì tốt hơn một chút. Họ sẽ không tiêu nhiều hơn kiếm, cũng không vay mượn tiền của người khác. Có bản lĩnh kiếm được bao nhiêu tiền sẽ tiêu bấy nhiêu. Không chi tiêu bốc đồng, cũng không tiêu tiền vì sĩ diện háo hay muốn bắt kịp ai đó. Kiểu người này có thể gọi là kiểu an phận. Họ hài lòng với hiện tại, không có quá nhiều mưu cầu, cũng chưa muốn suy nghĩ tới chuyện tương lai, chỉ muốn sống cho tốt hiện tại, tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, không có dự định và kế hoạch tiết kiệm một tài khoản dự trù, việc này sẽ đem lại sự không chắc chắn cho tương lai. Không ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu đột nhiên có chuyện gì đó gấp gáp xảy ra, cần dùng tới tiền thì sao? Khi đó, bạn sẽ có thể rơi vào trạng thái hoang mang, hoảng loạn. Thay vì để chuyện như vậy xảy ra, chỉ bằng mỗi tháng trích ra một chút cất đi, dù chỉ là 10% số lương tháng, đừng tiêu hết toàn bộ. Bạn tiết kiệm được chút nào, tương lai sẽ thêm được ngần đó cảm giác an toàn. Kiểu thứ ba, có tầm nhìn xa, có kế hoạch, tích lũy ngày một nhiều. So với hai kiểu người trước, kiểu thứ ba thường là những người có tầm nhìn xa hơn. Họ làm việc có kế hoạch, có quy trình, đồng thời rất nghiêm khắc yêu cầu bản thân và nghiêm túc chấp hành. Bất kể kiếm được nhiều hay kiếm được ít, họ đều sẽ nghĩ cho sau này. Họ không chỉ tập thói quen tém lại mong muốn mua sắm của mình, mà còn nghĩ tới chuyện tiết kiệm hay có những kế hoạch tài chính giúp tiền sinh ra tiền, có một hậu phương vững chắc cho tương lai. Không tiêu xài hoang phí, nỗ lực kiếm tiền, tiền mình kiếm chân chính, biết cách quản lý, tự nhiên sẽ ngày một nhiều hơn. Một người biết tém lại cái khát khao mua sắm của mình, họ không phải là khổ hành tăng, họ là những người biết làm chủ cuộc sống của mình. Trong thực tế cuộc sống, có lẽ có rất nhiều người có những trải nghiệm như này, rõ ràng chỉ muốn mua một chiếc áo phông. Kết quả trong giỏ hàng có tới hàng chục mẫu để lựa, thoáng cái mất vài tiếng đồng hồ, đồ mua luôn nhiều hơn dự kiến. Một người khi đang bị cái khát khao mua sắm điều khiển, rất dễ có được hạnh phúc, niềm vui ngắn ngủi, mắc kẹt giữa mua sắm và có được, thứ chúng ta bỏ ra không chỉ có tiền bạc mà còn cả thời gian. Lỗ Tấn từng nói rằng, tiết kiệm thời gian là làm cho sinh mệnh hữu hạn của mình được kéo dài một cách hiệu quả. Nếu tiêu tốn quá nhiều sức lực và thời gian vào chuyện mua sắm, bạn sẽ không còn thời gian cho những chuyện ý nghĩa hơn và cũng sẽ chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà thôi. Mỗi một người đều nên học cách phân bổ thời gian hợp lý. Mỗi một ngày mà bạn sống, tích lũy lại chính là cuộc đời bạn. Nếu trong lòng vẫn chưa có phương hướng hay kế hoạch, sống kiểu qua ngày, bạn rất dễ bỏ lỡ nhiều phong cảnh đẹp. Muốn cuộc sống thoải mái một chút, chi bằng hãy bắt đầu từ việc tiết kiệm, bớt mua sắm không cần thiết lại, dành thời gian cho việc nâng cao bản thân. Tiền nếu biết chi tiêu, quản lý hợp lý, vừa có thể chăm sóc được ba mẹ, cho con cái nền giáo dục tốt nhất, còn có thể đảm bảo chuyện cơm ăn áo mặc. Mỗi một người cần có cho mình khả năng quản lý tiền bạc, bất kể là ở độ tuổi nào, đừng để cảm tính điều khiển bản thân. Người biết cách cân bằng cuộc sống mới là đầu tàu cuộc đời của chính mình. Phần 6. Muốn thành công, hãy tự hỏi 6 điều sau mỗi ngày. Quý vị thân mến, trong vòng quay cuộc sống bận rộn hàng ngày, chúng ta thường quên đi điều gì là quan trọng. Những câu hỏi sau đây sẽ giúp bạn trở lại tập trung và làm việc hiệu quả hơn.
Làm sao để người thành công bỏ qua những vấn đề gây nhiễu hàng ngày để làm việc tập trung và hiệu quả? Sau đây là 6 câu hỏi bạn nên tự vấn bản thân mỗi ngày để lấy lại sự tập trung và theo đuổi mục tiêu. 1. Tại sao tôi ở đây? 2. Tôi phải làm gì hơn nữa? 3. Tôi có thể để điều gì ra đi? 4. Làm thế nào để tôi trở nên hiệu quả hơn? 5. Tôi nên cảm ơn ai? 6. Tôi nên bắt đầu ngày mai ra sao? Thật dễ dàng để có thể gói gọn mọi thứ ngày này qua ngày khác và chỉ cần làm như một cỗ máy tự động mà không cần suy nghĩ nhiều về các vấn đề lớn hơn đang đe dọa trong cuộc sống của bạn. Nhưng với những người thành công, họ không bao giờ chấp nhận cuộc sống với nhịp điệu lặp lại. Điều họ làm là chấp nhận rủi ro, thử thách mới và đặt ra những mục tiêu lớn theo đuổi. 1. Tại sao tôi ở đây? Đây không phải là một câu hỏi trừu tượng quá lớn. Câu hỏi này kéo bạn trở lại thực tế và bắt tay vào hành động ngay. Điều gì mang tôi đến nơi này hôm nay? Tìm ra động lực là chìa khóa quan trọng khi thời gian của bạn trở nên quay cuồng bận rộn. Việc tự nhắc nhở bản thân tại sao bạn cảm thấy hứng thú khi làm những công việc này có ý nghĩa lớn trong việc duy trì động lực làm việc của bạn. Có nhiều nhân tố thúc đẩy công việc bạn như tiền bạc, con người, thành tựu đạt được và tất cả những điều thú vị thúc đẩy bạn làm việc chăm chỉ và hứng khởi. Giữ những động lực này trong đầu khiến bạn có thể mỉm cười và mang đến sự hài lòng với mỗi nhiệm vụ hoàn thành. Việc hiểu rõ ràng về lựa chọn của mình ra sao khiến bạn dễ dàng vượt qua cảm giác nóng giận cũng như những thách thức sẽ xuất hiện trong quá trình làm việc. 2. Tôi phải làm gì hơn nữa? Điều này nghe có vẻ kỳ quặc khi tự hỏi bạn có thể làm gì hơn nữa trong khi mọi thứ đã rất bận rộn và bạn đang bị kẹt trong mớ công việc. Nhưng câu hỏi này sẽ giúp bạn xác định ra điều gì có thể bị bỏ lỡ trong kế hoạch hiện tại. Đó có thể là những công việc bổ sung thêm khiến các kỹ năng và khả năng của bạn sẽ tạo điểm khác biệt nhất trong sự thành công của một dự án. Bên cạnh đó có những công việc bạn cần bỏ qua để nâng cao sự tập trung và tạo ra được tác động tích cực. Một điểm quan trọng khác của câu hỏi này là khi bạn cảm thấy quá tải. Nó sẽ giúp bạn phân tích đâu là điểm bạn có thể thay đổi để dồn lực vào những cố gắng của mình. 3. Tôi có thể để điều gì ra đi? Khi mọi thứ xung quanh bạn đang chuyển động nhanh, những thứ ưu tiên có thể thay nhanh chóng trong một ngày hay thậm chí là ngay lập tức. Việc quan trọng cần làm là đánh giá lại và đảm bảo những công việc trước mắt là phù hợp với bạn. Một số nhiệm vụ từng có thứ tự ưu tiên cao có thể trở nên ít quan trọng ở hiện tại sau khi có thêm dữ liệu mới, hoặc những người khác trong nhóm của bạn có thể thực hiện chúng hiệu quả hơn. Bất kỳ thời điểm nào bạn có thể loại bỏ những nhiệm vụ trong danh sách công việc, bạn sẽ có nhiều thời gian và năng lượng để sử dụng hiệu quả hơn. Đây cũng là một câu hỏi tốt cho việc dọn dẹp đầu óc bạn khỏi mớ cảm xúc bừa bộn. Bạn nên sử dụng câu hỏi này mỗi khi rơi vào tình trạng căng thẳng hay thất vọng trong ngày. Để những suy nghĩ và cảm xúc không hiệu quả ra đi sẽ khơi nguồn cho dòng năng lượng tinh thần tốt hơn xuất hiện. 4. Làm thế nào để tôi trở nên hiệu quả hơn? Sự cấp bách là nguồn gốc ra đời của những phát kiến. Bạn nên tạo ra cho mình thói quen quản lý hiệu quả nhất mỗi khi trở nên cực kỳ bận rộn. Trong những ngày thời gian trở nên ngắn ngủi, những người thành công xem xét lại và cố gắng tìm ra những con đường ngắn và hiệu quả hơn để hoàn thành danh sách công việc của mình. Điều này xuất phát từ thói quen đặt ra câu hỏi trên. Nếu bạn có thể tìm ra cách tốt hơn và nhanh hơn để hoàn thành điều gì đó hoặc một ai đó có thể chỉ cho bạn cách tốt hơn, hãy nhanh chóng thay đổi. Mỗi cách làm hiệu quả mới hoàn thành sẽ đem đến cho bạn thêm sức mạnh tinh thần cũng như hài lòng hơn trong công việc. 5. Tôi nên cảm ơn ai? Bạn nhận thức được và đề cao những con người tài năng, tận tâm xung quanh mình. Những người làm việc tuyệt vời và đóng góp vào sự thành công của toàn bộ dự án. Nhưng khi mọi việc đang trôi qua nhanh chóng, thỉnh thoảng bạn quên nói với họ rằng bạn cảm kích thế nào đối với những đóng góp của họ. Không quan trọng họ là những người trực tiếp trong đội của bạn hay những người ngoài tiếp bước cho sự đóng góp đó. Bạn cần đặt ưu tiên vào việc làm cho họ cảm thấy xứng đáng với những nỗ lực của mình. Họ xứng đáng với những lời cảm kích và ghi nhận hơn cả việc bạn cảm thấy xứng đáng nhận được sự trợ giúp đó. 6. Tôi nên bắt đầu ngày mai ra sao?
Bạn không nên chờ đến tận cuối ngày để đặt ra câu hỏi này. Thực tế là mỗi ngày đều mang đến những thách thức của riêng nó và việc quá nhiều suy nghĩ phía trước có thể đánh lạc hướng nhu cầu của công việc hiện tại. Nhưng việc lên một chút kế hoạch phía trước sẽ khiến tâm trí của bạn cảm thấy dễ dàng và cho phép thiết lập những sắp xếp, từ đó có thể khiến ngày mai trở nên hiệu quả hơn. Hãy thử đợi đến 8 giờ tối hoặc thời điểm nào phù hợp với bạn để lập danh sách cần làm cho ngày mai. Từ đó bạn có thể giải phóng cho bộ não, chuẩn bị cho một giấc ngủ sâu vào buổi tối. Bạn không cần phải trở nên bận rộn điên cuồng để giành được giá trị từ những câu hỏi hàng ngày này. Trong những ngày bạn cảm giác tệ nhất, chỉ đơn giản là chúng có thể giúp bạn tập trung tâm trí, từ đó bạn có thể tự tin hơn, thoải mái tinh thần và trân trọng trọn vẹn công việc của mình cũng như mọi người xung quanh bạn. Phần 7. 7 điều phải làm ngay hôm nay nếu muốn thành công hơn. Quý vị thân mến, thành công có vẻ khá khác nhau đối với mọi người. Tuy nhiên, việc tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của bạn có lúc dường như quá tải và không được như bạn kỳ vọng. Thành công có vẻ khá khác nhau đối với mọi người. Đối với người này, điều đó có thể là nhận được sự thăng tiến hoặc tạo ra sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn. Với những người khác, đó có thể là việc cải thiện những mối quan hệ của họ hoặc học hỏi được những kỹ năng mới. Tuy nhiên, việc tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của bạn có lúc dường như quá tải và không được như bạn kỳ vọng. Nhưng bạn có thể thực hiện những việc nhỏ, từ đó có tác động rất lớn đến chất lượng cuộc sống của bạn. Thậm chí chỉ là việc biến chuyển thói quen hàng ngày, thiết lập dành thời gian cho chính mình hoặc kết nối lại với các đồng nghiệp cũ. Sau đây là 7 điều bạn có thể làm ngay lúc này và sẽ dẫn dắt bạn trở nên thành công hơn, được tác giả Flexpath thuộc Đại học Capella đề xuất trên trang Business Insider. 1. Đặt mục tiêu hàng tuần và hàng tháng. Việc đặt ra những mục tiêu thường xuyên cho chính mình có thể giúp bạn thoát khỏi trạng thái bị trì trệ trong công việc và đời sống cá nhân. Cách tốt nhất để theo dõi những mục tiêu của bạn là viết chúng ra. Hãy ghi chúng lên một tấm bảng trắng hay tập giấy ghi nhớ trên bàn của bạn, hoặc lịch trực tuyến, bất cứ nơi nào bạn có thể nhìn thấy chúng thường xuyên. Ví dụ, tập thể dục 3 lần trong tuần này hay kết thúc bài thuyết trình lớn. Bằng cách nhắc nhở bằng hình ảnh liên tục, bạn sẽ duy trì được tinh thần trách nhiệm của mình và đo lường sự tiến bộ tốt hơn. 2. Tắt tất cả các thiết bị của bạn một tiếng trước khi đi ngủ. Bạn gặp khó khăn để đi vào giấc ngủ vào ban đêm. Những thiết bị điện tử của bạn có thể chính là nguyên nhân. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc vẫn theo dõi một thiết bị điện tử, điện thoại, TV, máy tính bảng, máy tính, máy đọc sách cho tới lúc đi ngủ có thể làm xáo trộn chu kỳ ngủ thức tự nhiên của bạn. Tốt nhất là hãy tắt điện các thiết bị của bạn ít nhất một tiếng trước khi lên giường nhằm đảm bảo bạn ngủ ngon hơn. 3. Không bao giờ ngừng học hỏi. Cho dù đó là việc tham gia một lớp nhiếp ảnh để tìm ra cách để sử dụng máy ảnh ưa thích của bạn, hoặc trở lại trường học để phát triển sự nghiệp, bạn nên phấn đấu không ngừng để học hỏi những điều mới bất kể bạn đang ở đâu trong cuộc sống. Nếu ý tưởng ngồi trong lớp học một lần nữa khiến bạn lo lắng, thì hãy thử cân nhắc tới những cách giáo dục trực tuyến mới. Linh hoạt của các trường đại học cho phép học sinh học tại các lớp về thời gian và tốc độ của riêng mình. Đó là một lựa chọn tuyệt vời cho bất cứ ai muốn cân bằng giữa sự nghiệp bận rộn và cuộc sống sôi động. 4. Thay đổi cách bạn kết nối. Việc gửi những email cho người lạ hoặc tới những hội nghị nhằm tạo kết nối có thể trở thành một mối đe dọa. Cách đơn giản hơn để tăng cường mạng lưới của bạn là tiếp cận những người mà bạn đã biết. Đó có thể là một đồng nghiệp cũ bạn không còn nói chuyện với trong một năm, hoặc một người nào đó bạn từng gặp nhau tại một hội nghị. Hàng tháng, hãy cam kết liên lạc với ít nhất một người mà bạn chưa từng gặp gỡ trong 6 tháng qua. Không ai có thể biết được, một tách cà phê với người quen cũ có thể dẫn dắt đến với một công việc tuyệt vời ra sao. 5. Dành thời gian cho chính mình mỗi ngày. Thông thường, ngày làm việc của bạn bị cuốn nhanh bởi trong hàng tá những cuộc họp, email, thời hạn công việc không ngừng nghỉ. Một điều quan trọng bạn cần nhớ là hãy dừng lại, hít một hơi thật sâu và có thời gian chỉ dành cho chính mình.
hãy thử thiết lập thông báo nhắc nhở hoặc chặn ngay điệp khúc bận rộn trong lịch trình hàng ngày của bạn thay vì luôn sẵn sàng có mặt cho những người khác. Trong khoảng thời gian này, bạn có thể thưởng thức một bữa ăn trưa thật xa khỏi bàn làm việc, đi bộ, làm việc cho một dự án phụ, thậm chí đọc một cuốn sách. Bất cứ điều gì, hãy chắc chắn để sử dụng nó nhằm sạc lại năng lượng cho bạn. 6. Mở rộng tầm mắt của bạn. Thật dễ dàng để dành tất cả thời gian chỉ để nằm dài và xem một chương trình trên TV hay lang thang trên các mạng truyền thông xã hội. Nhưng bạn có nhớ lần cuối cùng bạn đã cố gắng thử một điều gì đó mới đẩy bạn ra ngoài môi trường của chính mình là khi nào? Để tránh nhàm chán, điều quan trọng hàng đầu là thoát ra khỏi vùng thoải mái bằng cách tìm kiếm các hoạt động thú vị và những niềm đam mê. May mắn thay, có một số cách để làm điều này mà bạn có thể thực hiện, như tình nguyện tham gia một giải đấu thể thao cho tới học một ngôn ngữ mới. Hãy chọn một điều mà bạn đã luôn luôn muốn làm, hoặc điều gì đó mà bạn thích khi còn là một đứa trẻ và chưa bao giờ theo đuổi nó. Sau đó, hãy bắt đầu nghiên cứu những cách bạn có thể thực hiện nó. Bằng cách tự mở rộng chính bạn ra với trải nghiệm khác nhau, bạn sẽ bị ràng buộc để học hỏi những điều mới mẻ về bản thân mình. 7. Thay đổi môi trường. Nếu bạn tự thấy mình đang đi trên một lối mòn, thì bạn có thể cần một sự thay đổi về cảnh quan. Hãy bắt đầu suy nghĩ về những lựa chọn đó sẽ làm thay đổi môi trường xung quanh bạn, cho dù đó là di chuyển đến một nơi ở mới, cải tạo môi trường hiện tại của bạn, hoặc ứng tuyển một công việc khó khăn hơn. Hoặc bạn có thể cần phải gọi một người giữ trẻ và trốn khỏi thành phố cho một khóa tu lấy lại tĩnh tâm, hoặc một kỳ nghỉ cấp thiết. Bạn sẽ ngạc nhiên về hiệu quả bất ngờ mà nó có thể nạp lại năng lượng nhìn nhận cuộc sống của bạn. Quý vị thân mến, sau đây là 23 thói quen nhỏ nhưng có thể thay đổi cuộc sống của bạn chỉ sau 30 ngày hoặc ít hơn. Thực sự có thể thay đổi một cuộc sống trong một khung thời gian ngắn như vậy được không? Được chứ, chỉ cần bạn đừng trông mong là cuộc sống của mình trở nên cực kỳ hoàn thiện sau 30 ngày hoặc bạn sẽ thất vọng ghê gớm. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình ở một mức độ nhất định trong 30 ngày. Hãy nhớ rằng 1% thay đổi tích cực trong vòng một tháng vẫn là thay đổi. Các vận động viên chuyên nghiệp thực tế chỉ nhắm đến thay đổi ít hơn 1% trong một tháng và họ đã hài lòng với nó. Vì vậy, bước đầu tiên là xác định những thay đổi mà bạn đang muốn có trong cuộc sống. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau đây. Bạn muốn thay đổi điều gì trong cuộc sống? Tại sao bạn muốn thay đổi nó? Bạn cần làm gì để thay đổi nó? Làm thế nào bạn có thể theo dõi tiến trình của mình? Ai có thể giúp bạn thay đổi nó? Bạn sẵn sàng mạo hiểm điều gì để thay đổi nó? Khi nào bạn có thể bắt đầu thay đổi nó? Sao không phải bây giờ? Những câu hỏi trên sẽ mang lại cho bạn sự rõ ràng về ý nghĩa của việc bạn thay đổi cuộc sống của mình. 23 thói quen nhỏ nhặt dưới đây bao gồm hầu hết các khía cạnh của sức khỏe, sự giàu có, tình yêu và hạnh phúc. Khi theo dõi những việc dưới đây, hãy luôn ghi nhớ trong đầu những gì bạn muốn thay đổi. Lưu lại những thói quen nhỏ nhặt mà bạn nghĩ có thể giúp bạn và thực hiện chúng mỗi ngày trong 30 ngày tiếp theo và hơn thế nữa. Thói quen số 1. Đọc những câu nói truyền cảm hứng trước khi đi ngủ. Đừng để bản thân đi ngủ trong một tâm trạng tồi tệ hoặc bằng cách lấp đầy bộ não của bạn bằng những điều buồn phiền. Tôi hiểu rằng bạn cần giải tỏa trước khi đi ngủ. Tôi hoàn toàn hiểu được điều đó. Nhưng những gì bạn làm trước khi đi ngủ ảnh hưởng đến cách bạn thức dậy và trạng thái tâm trí của bạn khi khởi đầu một ngày mới. Đề nghị hàng đầu của tôi là đọc tiểu sử hoặc sách phát triển bản thân. Tôi thấy chúng có thể truyền động lực. Thật tốt biết bao khi chúng ta biết rằng những người thường đi truyền cảm hứng cũng không hoàn hảo như chúng ta vậy. Đôi khi còn tệ hơn chúng ta nữa. Bạn sẽ là hoặc sẽ trở nên giống những gì bạn đang đọc. Thói quen số 2. Nghe những bài nhạc, bản tin và những người vui vẻ hạnh phúc. Những ngày mà tôi làm việc hiệu quả nhất là những ngày tôi lắc lư theo điệu nhạc trên ghế. Những bản nhạc tuyệt vời đã đưa tôi vào trạng thái mượt mà. Và tôi có cảm giác là tôi có thể là được bất kỳ điều gì. Đối với podcast, không có gì giúp tôi có được nhiều hơn Tim Ferriss Show. Đối với con người, tôi thích lắng nghe những người thông minh hơn mình.
hoặc nghe TED Talk, bạn sẽ là hoặc sẽ trở nên giống những gì bạn nghe. Thói quen số 3, luôn luôn mang theo những câu nói truyền động lực bên mình. Những câu nói thực sự rất có sức mạnh. Một điều mà tôi nhận ra từ rất sớm ngay khi tôi bắt đầu tập tành viết lách là thường người ta để ý nhất là những câu nói mà tôi trích dẫn trong câu chuyện của mình. Và rồi tôi hiểu được, những người thông minh nhiều hơn tôi sẽ có những câu nói hay ho nhiều hơn tôi. Đọc ít nhất một câu trích dẫn hay mỗi ngày sẽ giúp bạn có một tâm trạng tốt. Dán nó trên tủ lạnh, bàn làm việc của bạn. Hãy để nó ở nơi mà bạn có thể nhìn càng nhiều càng tốt. Thói quen số 4, tập thể dục dù chỉ một chút. Những tháng năm rực rỡ nhất trong cuộc đời của tôi là khi tôi tập thể dục. Tôi cảm thấy cơ thể của mình thật tuyệt vời. Tôi đã từng là một chàng trai ốm trơ xương, nhưng khi tôi bắt đầu tập thể dục thì cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện những cơ bắp nho nhỏ. Tôi không thể tin được luôn. Dù là mục tiêu gì đi nữa, nhưng nếu nó có liên quan đến sức khỏe thì bạn hãy chủ động đo từng chút một và đừng bỏ cuộc. Thói quen số 5, phát huy và tạo những thói quen tốt, bỏ đi những thói quen xấu. Đây có lẽ bước khởi đầu cũng là bước quan trọng nhất. Thói quen rất mạnh mẽ. Chúng ta chính là những sinh vật của thói quen. Phát huy những thói quen tốt, bỏ đi những thói quen xấu hoặc những thói quen không hiệu quả, tạo ra những thói quen mới, tốt hơn. Điều khó khăn là bạn phải làm những việc mà bạn không muốn, cũng giống như những chuyện khác trong cuộc sống. Sự kiên định chính là chìa khóa. Nếu bạn không thể kiên định, thì bạn hãy thêm nhiệm vụ. Thói quen số 6, đặt mục tiêu hàng tháng và theo dõi chúng. Việc cam kết là sẽ làm được điều gì đó trong tháng là hoàn toàn có thể làm được và giúp chúng ta xây dựng những thói quen tuyệt vời. Thật tuyệt vời khi thử nghiệm và xem cái gì mang lại hiệu quả và cái gì không mang lại hiệu quả cho bạn. Thói quen số 7, lập danh sách nhiệm vụ rõ ràng. Tôi làm việc trên ít nhất 4 dự án mỗi ngày. Rất nhiều người sẽ nói điều này là điên rồ và phản tác dụng, và hầu như họ đúng. Tôi đã vô tổ chức và bị mất phương hướng rất nhiều lần. Tôi đã có một thời gian thực sự khó khăn, không thể theo dõi tiến độ của mình trong các dự án khác nhau. Nhưng giờ thì hết rồi. Không quan trọng công cụ bạn sử dụng là gì, miễn là mục tiêu của bạn rõ ràng. Thói quen số 8, mục tiêu cao. Luôn luôn đặt ra những mục tiêu lớn hơn khả năng của bạn. Chúng ta là con người, luôn luôn thích những điều thoải mái. Nếu chúng ta cho phép bản thân được thoải mái, cuối cùng chúng ta sẽ gần như không làm được gì cả. Hãy đặt mục tiêu thật cao, nhưng hãy chắc chắn rằng các nhiệm vụ trong đó được chia nhỏ và có thể đạt được. Tôi có khoảng 5 đến 10 nhiệm vụ phải làm mỗi ngày, hầu hết là 30 phút một giây nhiệm vụ. Nếu tôi đặt mục tiêu hoàn thành 10 nhiệm vụ, thì tôi sẽ làm được và sẽ cảm thấy thỏa mãn. Nhưng bây giờ nếu tôi đặt mục tiêu hoàn thành 20 nhiệm vụ và hoàn thành được từ 15 đến 18 nhiệm vụ, thì tôi cảm giác mình thật tràn đầy năng lượng. Tôi sẽ không nhận ra rằng thời gian trôi qua và dopamine trong cơ thể thúc đẩy tôi phải nhanh chóng hoàn thành thật nhiều nhiệm vụ, và chính điều đó sẽ góp phần xây dựng động lực trong tôi. Thói quen số 9, chuẩn bị ngày mới của bạn ngay từ tối hôm trước. Điều tôi muốn bạn làm ở đây là chỉ cần bạn lập một danh sách những điều bạn muốn hoàn thành cho ngày hôm sau trước khi đi ngủ một vài giờ, và hãy nghĩ qua nó một chút trước khi bạn thực sự đi ngủ. Đừng làm mọi chuyện quá phức tạp, chỉ là một danh sách đơn giản. Bạn không cần phải dành quá 5 phút để làm việc này. Tôi thường lên ý tưởng danh sách việc cần làm bất cứ nơi đâu, miễn là 10 đến 20 điều. Đây là những gì sẽ diễn ra nếu như bạn chuẩn bị ngày mới của mình ngay từ tối hôm trước. Trong khi bạn ngủ, tiềm thức của bạn sẽ làm việc dựa trên những gì mà bạn đã đút cho nó trước khi đi ngủ. Vậy nếu bạn đút cho nó những gì mà bạn muốn làm trong ngày hôm sau, thì nó sẽ chuẩn bị trước cho bạn. Thói quen số 10, viết cho chính bạn. Viết lách đã trở thành một phương tiện hiệu quả để tôi có thể thể hiện bản thân mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có nhiều thứ để nói đến vậy. Vậy nếu bạn muốn truyền cảm hứng cho mọi người, thì hãy ở một mình. Thực sự, tôi viết lách là viết cho chính bản thân mình.
Tôi viết ra tất cả những suy nghĩ như là một việc phi thường tôi có thể làm để giải phóng tâm trí và suy nghĩ rõ ràng, và rồi tôi được truyền cảm hứng. Thói quen số 11: giao việc cho người bạn tin tưởng. Đây là cách bị mọi người đánh giá thấp. Tôi đã nghĩ rằng những người thường giao việc cho người khác thật là lười biếng. Tôi chưa có tuần nào làm việc 4 tiếng trước đây. Có một anh chàng làm việc cùng tôi rất tự hào khi để người khác làm việc cho anh ta. Hóa ra anh ta là một thiên tài. Có rất nhiều việc mà tôi đang làm đây sẽ được hoàn thành nhanh hơn nếu tôi biết giao cho người có trình độ cao hơn hoặc người có nhiều thời gian hơn để làm những việc đơn giản. Kể từ lúc tôi thuê trợ lý vào tháng 2 năm ngoái, tôi đã có thể tập trung vào những thứ sở trường của bản thân và đã tăng năng suất lên gấp 10 lần. Thói quen số 12: có thói quen kỷ luật. Vợ tôi rất ghét kế hoạch lịch trình công việc hàng ngày của tôi. Nó thực sự khá ám ảnh, nhưng chết tiệt, nó lại hiệu quả. Càng làm theo nó, tôi càng làm việc có hiệu quả. Tôi điều chỉnh nó mỗi tháng tùy thuộc vào các kỹ năng tôi học được trong tháng đó và mục tiêu của tôi là gì. Thói quen số 13: đừng bỏ cuộc khi khó khăn. Làm thế nào để cơ thể bạn bắt đầu có cơ bắp? Bạn phải tiếp tục tập luyện khi các cơ của bạn bắt đầu đau nhức. Và bạn biết gì không? Đó là quy luật nếu bạn muốn phát triển điều gì đó trong cuộc sống. Không đau không đạt. Nếu bạn bỏ cuộc khi mọi thứ dần trở nên khó khăn, đó là bạn đã lãng phí năng lượng quý giá của mình rồi. Hãy biết được đâu là thời điểm khó khăn của bạn và rồi vượt qua nó. Thói quen số 14: chơi với những người tích cực. Đây là câu nói yêu thích nhất của tôi. Bạn là kết quả của 5 người mà bạn thân nhất, theo Jim Rohn. Câu này cực kỳ đúng. Tôi tìm kiếm một vị cố vấn. Tôi tìm kiếm những người tích cực. Tôi tìm kiếm những người luôn tìm cách hoàn thành công việc. Tôi chỉ có thể làm việc trong một môi trường cộng tác, hầu như là như vậy. Điều này, cùng với sự giao việc, chính là nguyên nhân chính giúp tôi tăng năng suất công việc. Thói quen số 15: đi bộ đi làm và hạn chế lãng phí thời gian. Đi bộ đến công ty là một trong những bài tập thiền định mà bạn có khả năng làm nhất. Đi vào, bạn có thể chuẩn bị cho những gì sắp tới. Đi ra ngoài, bạn có thể ngắt kết nối từ công việc. Đi, bạn có thể chuẩn bị cho những gì sắp tới. Về, bạn có thể ngắt kết nối những gì liên quan đến công việc. Hãy phân tích cách bạn sử dụng thời gian. Tất cả chúng ta đều lãng phí thời gian quý báu. Và tôi không có ý nói rằng bạn đừng xem TV. Nhưng hãy biết phân biệt đâu là thời gian bạn cần có và đâu là thời gian bạn lãng phí. Thói quen số 16: luôn luôn học những thứ mới mẻ. Điều này chính là yếu tố chính yếu góp phần cho những thay đổi của bạn. Tương lai chỉ thuộc về những người học hỏi những kỹ năng mới và biết kết hợp chúng theo cách sáng tạo. Theo Robert Greene, Mastery: tất cả mọi thứ tôi làm hôm nay, thành công và thất bại, tất cả vì tôi đã quyết định ý thức học 3 kỹ năng mới mỗi tháng. Thói quen số 17: học cách ngủ trưa. Ngủ trưa là một kỹ năng và khó để mà có được thói quen này. Tôi đã quen với việc này trong nhiều năm và nó đóng góp không nhỏ cho năng suất của tôi. Chúng ta không thể tập trung 100% thời gian cả ngày. Khi mức năng lượng của tôi thấp, tôi ngủ trưa. 15 phút sau khi ngủ trưa, tôi trở lại trạng thái đầy năng lượng và hoàn thành công việc nhiều hơn so với khi tôi không ngủ trưa. Thói quen số 18: học cách thiền và viết nhật ký. Khi tôi bắt đầu quyết tâm thiền, tôi đã biết rằng nó sẽ khó. Nhưng điều mà tôi đã không nhận ra là nó là một kỹ năng và nó cần luyện tập. Tôi nhanh chóng biết rằng tôi đã có những kỳ vọng sai lầm và điều đó đã giữ tôi lại. Thiền không phải là không nghĩ đến, mà là nhận thức. Khi tôi bắt đầu viết nhật ký, tôi đã có định kiến rằng đó là một ý tưởng ngu ngốc và tôi sẽ chẳng có gì để viết trong nhật ký của mình cả. Tôi không thể sai lầm mãi được. Trong buổi viết nhật ký đầu tiên của mình, tôi cặm cụi trong 3 R mà không hề hay biết. Đó là một công cụ mạnh mẽ giúp giải phóng tâm trí của bạn và sắp xếp các mục tiêu của bạn lại với nhau. Bạn trở nên ý thức và tập trung hơn. Thói quen số 19: tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ xứng đáng.
Thật khó mà dừng lại khi mà bạn đang bận rộn đủ thứ. Nhưng bạn biết không, đôi khi thực sự bạn cần phải nghỉ ngơi. Bạn không thể làm việc có hiệu quả tốt nhất khi bạn liên tục chịu áp lực. Hãy dám nghỉ ngơi vì bạn cần nó. Thói quen số 20. Đừng chỉ làm việc một mình. Tôi là một người hướng nội. Tôi thích sự cô độc. Tôi rất mệt mỏi mỗi khi xung quanh tôi toàn người là người. Nhưng thỉnh thoảng tôi cần có người bên cạnh để chia sẻ những câu chuyện của tôi, những trải nghiệm của tôi, thành công của tôi và những thất bại của tôi. Mọi người cần phải được nâng đỡ lẫn nhau và bạn không thể dễ dàng làm điều đó một mình. Thói quen số 21. Gặp gỡ những người mới, tham dự các sự kiện, làm những thứ không liên quan đến công việc. Gặp gỡ những người mới và làm những thứ ngoài công việc là rất quan trọng, cả cho tinh thần và tạo ra các mối quan hệ quan trọng trong cuộc đời bạn. Tôi tự nguyện ra ngoài để tìm kiếm và nói chuyện với những người hiện đang giúp đỡ một số dự án của tôi, và tất nhiên, tôi giúp lại họ. Bạn phải có những thứ bên cạnh công việc. Bạn không thể chỉ có biết đến công việc mà không chơi bời. Làm việc chăm chỉ, chơi hết mình. Tôi biết sáo rỗng, nhưng nó là sự thật. Thói quen số 22. Làm việc tốt, sống biết ơn. Những người tôi biết không có ai có hiệu ứng vô hạn và không làm việc tốt. Làm việc tốt là một điều đáng tuyên dương và mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc. Và nếu ai làm việc tốt cho bạn, thì hãy biết ơn người đó. Lòng biết ơn thực sự rất cần thiết và bạn cần biết ơn cũng như bạn cần làm việc tốt vậy. Thói quen số 23. Kỷ niệm và ăn mừng những thắng lợi nhỏ. Nếu bạn giống chúng tôi là bạn không có những thành công quá lớn lao trong tháng. Thật khó để có động lực khi mà chúng ta ít khi thành công. Không phải trùng hợp mà kể cả bản thân tôi, đổ xô chơi game, bạn cần phải có được những phần thưởng cho mình. Đó là lý do chúng ta nên game hóa mọi thứ từ bây giờ. Vì vậy, tôi nói với bạn, mỗi khi có một sự kiện nhỏ xảy ra và bạn xem đó như là một thành công nho nhỏ của mình, hãy công nhận điều đó, hãy để ý đến nó và hãy viết nhật ký thành công. Kết luận, dưới đây là một bản tóm tắt nhanh về 23 thói quen nhỏ nhặt. Hãy làm một danh sách và dán nó lên tủ lạnh của bạn. Phát huy những thói quen tốt, bỏ đi những thói quen xấu. Đọc những câu nói truyền động lực trước khi đi ngủ. Nghe những bản nhạc, tin tức và những người vui tươi. Luôn mang theo những câu nói truyền động lực bên mình. Tập thể dục dù chỉ là một chút mỗi ngày. Lập kế hoạch theo tháng và theo dõi chúng. Lập một bản kế hoạch rõ ràng. Đặt mục tiêu cao. Chuẩn bị cho ngày mới ngay tối hôm trước. Viết cho chính bản thân. Giao việc cho những người bạn tin tưởng. Có một lịch trình hơi khắt khe. Đừng bỏ cuộc khi khó khăn. Chơi với những người tích cực. Đi bộ đi làm, hạn chế thời gian lãng phí. Luôn luôn học hỏi những điều mới mẻ. Học cách ngủ trưa. Học cách thiền và viết nhật ký. Tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ xứng đáng. Đừng chỉ làm việc một mình. Gặp gỡ những người mới, tham dự các sự kiện và làm những thứ bên ngoài công việc. Làm điều tốt, biết ơn. Kỷ niệm những thành công nhỏ nhặt. Kiên định với mục tiêu mà bạn đã đề ra. Đừng bỏ qua nó. Hãy hành động, ngay cả khi bạn không muốn. Chính những thành tựu nhỏ mới giúp bạn có động lực. Và chính động lực giúp bạn không bao giờ bỏ cuộc. Tôi tin tôi và bạn có thể làm được. Phần 8. Đừng vì sợ thất bại mà không dám bước đi. Những người có thể vươn lên từ hố sâu thì càng có thành công rực rỡ. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong đạt được vinh quang, cũng mong gặt hái được thành công. Nhưng con đường đi không bao giờ là bằng phẳng. Thất bại là điều không thể tránh khỏi. Nhưng may mắn, đó không phải kết thúc. Không phải mà tự nhiên có câu thất bại là mẹ thành công. Thất bại là cơ hội để chúng ta nhìn lại, chiêm nghiệm và suy ngẫm. Khi có thể vượt qua những ngày khó khăn nhất của cuộc đời để làm lại từ đầu, đạt được những kết quả ít người có, thành công của bạn càng ấn tượng, đáng nể. Vì thế, đừng sợ hãi thất bại. Nếu chẳng may gặp thất bại, hãy nhớ 6 điều sau để vượt khó vươn lên. Điều thứ nhất,
thất bại chỉ là do bạn nghĩ thế. Đầu tiên bạn cần hiểu rằng, thất bại hay không đó là do ý thức của bạn cho là thế. Giống như những gì Henry Ford từng nói, cho dù bạn nghĩ là bạn có thể hay bạn không thể thì bạn đều đúng hết. Điều đó có nghĩa là, bản chất của một sự vật sự việc là do chủ quan chúng ta quyết định chứ không phải ai khác. Bởi thế, nếu có vấp ngã, đừng vội coi nó là một sự thất bại. Thay vào đó, hãy coi nó là một cơ hội để học tập và phát triển. Bạn có biết sự khác biệt lớn giữa những người thành công và những người thất bại là gì không? Đó là người thành công biết nhìn vào mặt tích cực của sự việc để tiếp tục cố gắng. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ thực sự thất bại khi quyết định từ bỏ. Chỉ cần thay đổi quan niệm về thất bại, bạn sẽ có nhiều động lực hơn để bước tiếp. Điều thứ hai, tập trung vào những bài học. Bước tiếp theo sau một thất bại là tìm ra những bài học mà trải nghiệm đó mang lại. Chuyện này chắc chắn không dễ dàng, nhưng một khi bạn nhìn nhận thất bại như một cơ hội hiếm có thì nó chắc chắn sẽ mang lại nhiều thay đổi. Thất bại không hề trái ngược với thành công, nó là một phần của thành công. Vì thế, hãy cố gắng đối xử với thất bại như một bài học. Đây sẽ là trải nghiệm thực tế vô cùng quý giá, giúp bạn trở nên giỏi hơn, đến gần với mục tiêu hơn. Điều thứ ba, đừng quên ước mơ của bạn. Kể cả khi bạn đang buồn bã hay thất vọng về bản thân, thì cũng đừng quên những ước mơ của mình. Chúng ta thường bắt đầu cuộc hành trình một cách hứng khởi, với đầy nhiệt huyết. Nhưng rồi những trở ngại, khó khăn, vấp ngã, xảy đến, chúng ta dần bị phân tâm và mất đi động lực. Đây chính là nguyên nhân hàng đầu khiến chúng ta bỏ cuộc, thất bại. Hãy chắc chắn không bao giờ để điều đó xảy ra với bản thân. Luôn ghim chặt mục tiêu đó trong đầu và coi đó là kim chỉ nam cho mọi quyết định của bạn. Điều thứ tư, nhớ lại mục đích ban đầu cũng như động lực, đam mê của bạn. Mục đích cuối cùng của ước mơ của bạn là gì? Mọi con đường chúng ta đi đều chỉ có mục đích đến, và đó sẽ là động lực cho bạn vượt khó. Nói một cách ví von thì mục đích chính là ngọn hải đang soi sáng, dẫn lối cho bạn. Niềm đam mê, mặt khác, là nhiên liệu để tiếp bước bạn hành động mỗi ngày. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn cảm thấy hoang mang mất phương hướng, hãy nhớ lại mục đích ban đầu của mình. Mục đích càng rõ ràng thì động lực tiến lên càng mạnh mẽ. Điều thứ năm, lập lại kế hoạch. Khi niềm tin đã vững vàng trở lại, việc tiếp theo bạn cần làm chính là điều chỉnh lại kế hoạch hành động. Lúc này bạn đã biết vì sao mình thất bại, có thể vì chưa làm đủ nhiều, cách tiếp cận chưa đúng hay chỉ là thiếu may mắn. Dù lý do là gì thì chúng cũng sẽ được ghi chú rõ ràng trong bản kế hoạch mới để tránh ra. Đừng bao giờ đánh giá thấp của việc lập kế hoạch. Giống như những gì Larry Winget đã từng nói, không ai lập kế hoạch để bị phá sản, để trở nên lười biếng, béo phì hay ngu dốt. Những điều này chỉ xảy ra khi bạn chẳng có kế hoạch gì cả. Một kế hoạch sẽ cho bạn biết mình cần làm những gì để đạt được thành công. Và việc tiếp theo chỉ là sắn tay lên hành động thôi. Điều thứ 6, hành động. Có công thức, hành động tạo ra kết quả. Muốn có kết quả phải hành động. Có một sự thật rất hay, đó là không ai chết đuối vì rơi xuống nước. Người ta chỉ chết đuối khi mà vẫy vùng dưới nước. Điều này cũng giống như thất bại mà bạn đang gặp phải vậy. Chẳng ai sẽ ở mãi cái thất bại đó. Nếu họ muốn sống sót thì buộc phải hành động. Hãy nhìn Thomas Edison với hơn 10.000 lần thí nghiệm thất bại trước khi cho ra bóng đèn điện đầu tiên trên thế giới. Nếu ông là một người nản chí, chóng bỏ cuộc thì chúng ta sẽ không bao giờ biết đến một nhà khoa học vĩ đại như thế. Vì thế, đừng quá âu sầu vì thất bại. Rất nhiều điều còn đang chờ bạn ở phía trước kìa. Quý vị thân mến, tiếp theo sau đây là 20 câu nói truyền cảm hứng sẽ vực bạn dậy sau thất bại và giúp bạn chạm tay tới ước mơ của mình. Trong cuộc sống, không ai chắc chắn được mình sẽ không mắc sai lầm, sẽ không thất bại. Ai rồi cũng sẽ phải trải qua điều đó ít nhất một lần, và những câu triết lý thâm thúy này sẽ giúp bạn đứng lên sau khi vấp ngã, đưa bạn tới nơi bạn muốn. Nền văn hóa của chúng ta tôn sùng sự thành công. Đỗ vào một trường đại học nổi tiếng
làm việc tại một công ty lớn có tên tuổi hay bán một công ty khởi nghiệp với định giá hàng tỷ đô la Mỹ. Những mốc sự kiện quan trọng như vậy lan tràn trên các phương tiện truyền thông xã hội. Việc quan sát thành công của người khác như thế sẽ là nguồn cảm hứng để bạn tiến lên phía trước, đối mặt và vượt qua thử thách, làm việc chăm chỉ hơn và thực hiện những điều cần thiết để đạt được mục tiêu của bản thân. Vậy thất bại thì sao? Đa số mọi người đều cho rằng đó là một điều cần phải che đậy, giấu đi và là một trong những nguyên nhân khiến con người ta cảm thấy xấu hổ và tội lỗi. Nhưng bất cứ ai từng đạt được thành tựu đều biết thất bại là một phần không thể thiếu trên con đường đi tới thành công. Vì thế, khi vấp ngã hay lo sợ gặp thất bại, hãy đọc những lời chia sẻ thâm thúy từ một số những người thành công nhất trong lịch sử này để thấy thất bại là mẹ thành công. Không có thất bại thì đâu thể hái quả ngọt. 1. Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10.000 cách không hoạt động. Theo Thomas Edison. 2. Thật khó khăn khi thất bại, nhưng tệ hơn là không bao giờ cố gắng để thành công. Theo Theodore Roosevelt. 3. Thành công không phải điểm đến cuối cùng, thất bại cũng không phải là tai họa. Sự can đảm để tiếp tục đi lên phía trước mới là điều quan trọng. Theo Winston Churchill. 4. Bạn có thể gặp phải nhiều thất bại, nhưng bạn không thể bị đánh bại. Trên thực tế, đối mặt với thất bại là điều cần thiết. Nhờ đó bạn có thể biết được bạn là ai, bạn có thể làm gì và làm thế nào để thoát khỏi nó, theo Maya Angelou. 5. Chỉ những người dám thất bại nhiều mới có thể đạt được những thành tựu lớn. Theo Robert Kennedy. 6. Bạn thất bại một lần không có nghĩa là bạn sẽ thất bại ở tất cả mọi thứ. Theo Marilyn Monroe. 7. Nếu chúng ta đủ yên lặng và sẵn sàng, chúng ta sẽ tìm thấy sự đền bù trong mọi sự thất vọng. Theo Henry David Thoreau. 8. Người chiến thắng không sợ thất bại, nhưng kẻ thua cuộc lại luôn lo sợ điều đó. Thất bại là một phần của quá trình thành công. Những người cố gắng tránh thất bại thì cũng đồng nghĩa với việc làm mất cơ hội thành công. Theo Robert Kiyosaki. 9. 100 thất bại cũng chẳng phải vấn đề, khi một thành công duy nhất có thể thay đổi vận mệnh của thế giới. Theo Arthur Clarke. 10. Khi bạn chấp nhận rủi ro, bạn học được rằng có những lúc bạn thành công nhưng cũng sẽ có những lúc bạn thất bại, và cả hai điều này đều quan trọng như nhau. Theo Ellen DeGeneres. 11. Thất bại đau đớn nhất, tồi tệ nhất đã trở thành nền tảng vững chắc để tôi xây dựng lại cuộc sống của tôi. Theo Rowling. 12. Tôi muốn làm điều đó bởi vì tôi muốn làm điều đó. Phụ nữ phải cố gắng làm những việc mà những người đàn ông đã từng làm. Khi họ thất bại của họ phải là một thách thức đối với người khác. Theo Amelia Earhart. 13. Thất bại chính là biển chỉ dẫn trên con đường đi tới thành công. Theo Lewis. 14. Tôi nghĩ rằng việc gặp phải một thất bại đau đớn khi bạn còn trẻ là một điều quan trọng. Tôi đã học được nhiều điều từ việc đó, bởi nó khiến bạn nhận thức được những điều có thể xảy ra với bạn. Nhờ nó, tôi chưa từng có bất cứ nỗi sợ hãi nào trong đời. Khi chúng tôi gần như sụp đổ và tất cả những điều đó, tôi chưa bao giờ lo sợ. Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình không thể ra ngoài và kiếm được việc làm. Theo Walt Disney. 15. Điều quan trọng không phải là bạn thất bại ra sao, mà là bạn có thể tiến xa tới mức nào. Theo Zig Ziglar. 16. Một thư viện đầy những câu chuyện về chiến thắng khiến tôi thấy nghi ngờ. Đọc về những thành công to lớn khiến mọi người mê muội, kể cả đối với những người da trắng thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Theo kinh nghiệm của tôi, thất bại là tiêu chuẩn. Theo Kurt Vonnegut. 17. Bạn xây dựng từ những thất bại. Bạn sử dụng chúng như là một bước đệm để tiến lên phía trước, khép lại cánh cửa vào quá khứ. Bạn không cố gắng quên đi những sai lầm, nhưng bạn không chìm đắm trong đó. Bạn không thể để nó chiếm hữu một chút năng lượng, thời gian hay không gian nào của bạn. Theo Johnny Cash. 18. Đừng xấu hổ bởi những thất bại của mình.
hãy học từ chúng và bắt đầu lại, theo Richard Branson. 19. Con người là những sinh vật duy nhất được phép thất bại. Nếu một con kiến thất bại, nó sẽ chết. Nhưng chúng ta có thể học từ những sai lầm, những thất bại của chúng ta. Và đó là cách tôi học, bằng cách thất bại, vực mình dậy và bắt đầu lại mọi thứ từ đầu, theo Madeleine Engel. 20. Tôi thả thất bại trong những điều mà tôi thích hơn là đạt được thành công về điều gì đó mà tôi không thích, theo George Burns. Phần 9. Đạt được thành công là một điều đáng tự hào, nhưng đừng để nó khiến bạn mắc phải căn bệnh nguy hiểm này, có thể phá tan mọi nỗ lực và thành quả. Quý vị thân mến, thành công như một liều thuốc gây mê khiến con người ta chìm đắm trong ánh hào quang của chiến thắng, quên mất việc phải tiếp tục đi lên và rồi mắc bệnh tự mãn lúc nào không hay. Đây chính là bài học mà Bill McDermott, CEO của SAP, rút ra cho bản thân trong những năm tháng làm việc của mình. Hầu hết chúng ta đều cố gắng phấn đấu để đạt được nhiều thành công trong công việc. Đây là một khát vọng bình thường và đáng ngưỡng mộ. Nhưng bạn cần phải thật cẩn trọng, bởi thành công có ánh hào quang nhưng cũng đem lại nhiều hậu quả ngược. Theo Bill McDermott, CEO của SAP, một trong những công ty phần mềm hàng đầu, thành công có thể khiến chúng ta dễ dàng mắc phải một trong những căn bệnh có sức hủy hoại cực lớn tại nơi làm việc mang tên tự mãn. McDermott chia sẻ trong Managing Area của CNBC, thành công là thuốc gây mê. Nó khiến con người ta thoải mái và bắt đầu nghĩ rằng bản thân đã có thể thư giãn, nghỉ ngơi, bởi họ đã làm được, họ đã thành công. Nhưng không, bạn không thể đâu. Nếu bạn quyết định dừng lại, ai đó sẽ mang thành quả của bạn ra khỏi bạn, ông nói tiếp. Đây là bài học ông rút ra từ chính những trải nghiệm của mình. Ông mô tả lại với Christine Tan của CNBC những quan sát của ông trong 16 năm làm việc tại SAP về đối thủ cạnh tranh chính của mình, Salesforce, công ty điện toán đám mây, đi từ một kẻ yếu thế đến việc đưa ra được một ý tưởng tốt hơn. Salesforce đã vượt mặt các đối thủ của mình, kể cả SAP, để trở thành công ty quản lý quan hệ khách hàng hàng đầu. Hiện tại, với cương vị giám đốc điều hành của SAP, McDermott cho biết ông quyết tâm đảm bảo công ty sẽ không ngủ quên trên vinh quang và thành công của 46 năm qua và phải tiếp tục tiến lên phía trước. Và việc thiết lập mối quan hệ đối tác với Alibaba của Jack Ma gần đây để giải quyết vấn đề biên giới tiếp theo của công ty Trung Quốc là một bước trên con đường thực hiện mục tiêu đó. Ông cho hay, bạn biết đấy, điều quan trọng nhất mà một nhà lãnh đạo có thể làm với một công ty thành công là đánh bại căn bệnh tự mãn từ trong những công việc hàng ngày. Xin hãy nhớ rằng, ăn mừng chiến thắng nhưng hãy nhớ tới viễn cảnh to lớn hơn. Điều đó không có nghĩa là bạn không thể ăn mừng thành công của bản thân. McDermott nói, chúng tôi vẫn ca tụng và tán dương chiến thắng, nhưng bạn nên mường tượng trong tâm trí mình một bức tranh lớn hơn. Thành công đã nắm trong tay nhưng bạn vẫn còn nhiều việc khác cần làm. Bản thân McDermott là một ví dụ tuyệt vời cho đạo đức nghề nghiệp mà ông đang cố gắng truyền tới những thành viên trong công ty ông. Khi còn trẻ, ông làm ba công việc cùng lúc và điều này cho phép ông mua được doanh nghiệp đầu tiên của mình, một cửa hàng đồ ăn trị giá 7.000 đô la Mỹ trên đảo Long Island của bang New York khi mới 16 tuổi. Tuy nhiên, bước ngoặt có tác động lớn tới McDermott là vụ tai nạn xảy đến vào năm ông 54 tuổi. Tai nạn này đã cướp đi mắt trái của ông nhưng lại giúp ông tìm thấy một sự quyết tâm mới để chạm tới thành công, bất chấp mọi khó khăn, thách thức. Đồng thời, đây cũng là nguồn cảm hứng để ông sáng tác cuốn sách thứ hai với nội dung làm cách nào để giúp mọi người phục hồi sau nghịch cảnh. McDermott cho hay, chưa có một khoảnh khắc nào mà tôi không có ý định trở lại công việc. Tôi chính là người may mắn nhất mà tôi biết. Và khi được hỏi liệu vụ việc có khiến ông trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn không, ông đã trả lời rằng chính xác là như vậy. Hiện giờ tôi nhìn thấy những thứ mà tôi chưa thấy. Trước đây, tôi có thể nhìn một khu rừng và tôi biết có một dòng suối với một ngọn núi phủ đầy tuyết bên cạnh, nhưng tôi không thể nhìn thấy cây cối. Bây giờ, tôi nhìn thấy ngọn núi phủ tuyết trắng với dòng suối đang chảy và rồi tôi nhìn thấy cả rừng cây, ông tâm sự. Kết lại,
bản thân của McDermott và lời khuyên của ông thực sự là bài học quý báu với những ai muốn đạt được thành công lâu dài và bền vững, không chỉ trong công việc mà còn trong cả cuộc sống thường ngày. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ Làm sao để thành công khi bản thân chẳng có gì xuất sắc, nên bắt đầu từ đâu khi chẳng có gì nổi bật, đâu là lời khuyên khôn ngoan có thể thay đổi cuộc đời mãi mãi. Ở phần mở đầu bài chia sẻ là bí mật để đạt được thành công ngay cả khi bạn nghĩ mình chẳng có gì nổi trội, chìa khóa vàng mà nhiều tỷ phú trên thế giới đã làm. Phần tiếp theo là cách làm giàu chậm mà chắc, 5 bước trở nên giàu có dành cho những người có thu nhập trung bình. Giữ tiền là nghệ thuật, học ngay bí quyết của người giàu để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Theo nhà tiên tri xứ Omaha khẳng định, muốn giàu có bắt buộc phải nằm lòng đúng nguyên tắc vàng trong đầu tư, đặt tiền không đúng chỗ, đừng hỏi vì sao tiền mất tật mang. Nếu có 6 đặc điểm này về tài chính, cho thấy bạn đã đạt đến cảnh giới giàu có. Cách tiêu tiền tiết lộ tầm nhìn và cao độ của bạn, có ăn sung mặc sướng được hay không vừa nhìn là biết. Đặc biệt hơn, ở phần cuối video này là phần chia sẻ. Muốn thành công hơn, hãy tự hỏi 6 điều này mỗi ngày. Những điều phải làm ngay hôm nay nếu muốn thành công hơn. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Nếu quý vị thấy video hữu ích thì xin đừng quên nhấn like, chia sẻ video và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi mỗi khi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.